Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với giải đấu APL năm 2020, giải đấu mà Nonoline là platform livestream chính thức cũng như là nhà tài trợ cho khu vực AOG Việt Nam. Và các bạn có thể theo dõi những trận đấu hấp dẫn của APL 2020 trên ứng dụng Nonoline, để lại dự đoán và bình luận để có cơ hội nhận cho mình rất nhiều phần quà hấp dẫn, trong đó là trang phục có giá trị lên đến 799 quân huy. Dự đoán sẽ kết thúc ngay sau khi giai đoạn cấm chọn kết thúc nên các bạn đừng quên bỏ lỡ qua sự kiện này. Ngày hôm nay sẽ là một ngày thi đấu dài hơn thường lệ của giai đoạn vòng bảng APL năm 2020. Bởi vì trong ngày hôm qua thì với một sự cố không mong muốn đến từ hệ điều hành iOS thì chúng ta đã có hai trận thi đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm qua không thể diễn ra như dự kiến, và ngày hôm nay sẽ bắt đầu sớm hơn để chúng ta có thể thi đấu bù lại hai trận đấu trong ngày hôm qua. Cùng với đó sẽ là những diễn biến tiếp theo trong khuôn khổ bảng A. Còn đây là lịch thi đấu và kết quả đã có trong ngày hôm qua thì đó là một ngày thi đấu buồn với 4 trận đấu đã qua của khu vực AOG, khi mà Team Flash và Pháp TV đều phải nhận thất thủ 0-2 trước hai đại diện đến từ khu vực GCS Đài Bắc Trung Hoa. Trong khi đó hai đội tuyển đến từ Thái Lan APL, khu vực APL lại có một ngày thi đấu tốt khi mà Baza Gaming thắng lợi 2-0 trước Team Elvo, và Buriram United thì đã quay trở lại với sức mạnh của mình khi thắng rất thuyết phục Flash Swap. Và chúng ta cùng nhau điểm lại những kết quả của lịch thi đấu ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có đúng là hai trận đấu tiếp theo của bảng B sau khi mà chúng ta đã trải qua những sự cố không mong muốn ngày hôm qua. Và mở màn trong ngày thi đấu hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa Team Flash và Baza Gaming. Có thể nói đây là trận đấu được coi là quan trọng nhất của Team Flash khi mà họ đã để xảy chân trước One Team với tỷ số là 0-2 ngày hôm qua, và dẫn tới việc ngày hôm nay áp lực phải có được chiến thắng trước Baza Gaming là một áp lực rất lớn. Nhưng tôi tin rằng với những gì mà Team Flash làm được thì họ có thể vượt qua được một cửa ải khó khăn như thế này. Và trước tiên chúng ta cùng nhau đến với video giới thiệu hai đội tuyển trước khi chuẩn bị đến với trận đấu quan trọng này. Những hình ảnh đầu tiên được gửi tới quý vị và các bạn là những hình ảnh của APL Studio tại Thái Lan. Và đây là các chàng trai trẻ của Baza Gaming, đội tuyển đang có một chuỗi trận thi đấu hết sức ấn tượng với liên tiếp là 3 điểm được cộng thêm vào tài khoản điểm của họ tại bảng B Tử Thần. Giờ đây thì khả năng đi tiếp của Baza Gaming đang là rất lớn rồi, và đây là 5 thành viên đã giúp cho họ có được màn trình diễn ấn tượng đến như vậy. Mucky ở đường Tà Thần Seja, DCB đi rừng, QQ ở đường giữa, Eret quay trở lại vị trí đường rồng thay thế cho BCP, và TauX ở vị trí trợ thủ. Ngày hôm qua là một ngày thi đấu mà họ chỉ phải gặp với cả Elvo mà thôi, nên Eret đã được tạm nghỉ và thay vào đó là BCP. Nhưng ngày hôm nay khi phải đối đầu với Team Flash thì rõ ràng là Baza Gaming phải lựa chọn đội hình mạnh nhất. Đội hình đã giúp cho họ có được chiến thắng 2-0 trước Buriram United Esports tại vòng bảng lượt về. Và đối đầu với họ ngày hôm nay đó là Team Flash, đội tuyển hiện tại đang có một chút những phong độ không được tốt như thường ngày, và thậm chí là họ đang phải trải qua hai trận thua liên tiếp, trận thua trước Pháp TV và sau đó là trận thua trước One Team, một trận thua có thể nói là cực kỳ đáng tiếc đối với cả Team Flash. Ngày hôm nay với việc họ có được một tâm lý tốt khi mà ngày hôm qua có sự cố, tôi tin rằng ngày hôm nay là họ có thể thi đấu tốt hơn so với những gì chúng ta thấy ngày hôm qua. Và trên màn hình các bạn đang là đội hình xuất phát của bên phía Team Flash, sẽ là cặp cánh mạnh Gấu và Ellie trong đội hình xuất phát của bên phía Team Flash, cùng với đó là ADC, Sunback và Pro E. Ngày hôm nay Team Flash lựa chọn đội hình mạnh của họ để đối đầu với cả Baza Gaming, và chắc chắn ngày hôm nay không có chỗ cho sai lầm đến từ ADC và những người đội của mình khi mà ngày hôm qua họ đã để cho đối phương kéo lết và để thua cho một đội tuyển vốn dĩ gần như không còn động lực, đó là One Team, và để rồi tiếp thêm hy vọng cho đội tuyển đến từ GCS này. Baza Gaming, Player to Watch giữa Mucky và Gấu đều là hai người chơi vị trí đường Thả Tần Seja. Về thông số thì Mucky đều nhỉnh hơn so với cả Gấu, vì rõ ràng là Mucky thứ nhất anh ta thi đấu nhiều trận hơn so với cả Gấu, anh ta luôn luôn nằm trong đội hình thi đấu chính thức của bên phía Baza Gaming. Cái thứ hai là anh ta cũng đạt được rất nhiều danh hiệu MVP và ít phải nằm xuống. Khoảng cách về độ tuổi giữa hai người chơi này cũng là tương đối lớn, một người sinh năm 2005 và một người sinh năm 1994 cách nhau 11 tuổi, gần một giáp. Và theo như chia sẻ thì Mucky
Đối với Maki thì Gấu chính là nguồn cảm hứng để anh ta tập luyện và để anh ta thi đấu chuyên nghiệp. Và ngày hôm nay thì anh ta đang đối đầu với chính thần tượng của mình. Còn gì tuyệt vời hơn với một fanboy khi có cơ hội để đối đầu với chính người đã tạo cảm hứng cho mình đến với một bộ môn thể thao. Maki với Gấu là một trường hợp như vậy. Ở trong giai đoạn lượt đi thì Maki cũng đã không có bất kỳ một sự nao núng nào khi mà Baza Gaming cũng đã cầm chân Team Flash với tỷ số là 1-1. Đã có rất nhiều áp lực được đặt về phía những nhà đương kim vô địch AIC sau 3 trận thua liên tiếp, nếu tính từ cả giai đoạn lượt đi với trận thua trước Buriram United vào ngày thi đấu cuối cùng của lượt đi, và 2 trận thua liên tiếp ở trong giai đoạn lượt về trước khi mà họ giải khát với chiến thắng trước Team Elvel. Ở trong ván thi đấu đầu tiên này thì Baza Gaming sẽ ở bên phía đội xanh và Team Flash ở bên phía đội đỏ. Tỷ lệ ủng hộ hai đội tuyển tại fanpage Cao Thủ Liên Quân đang là 92% ủng hộ cho nhà đương kim vô địch của AOG, Team Flash. Team Flash ngày hôm nay họ sẽ có, so với việc sẽ phải thi đấu trong ngày hôm qua, thì Team Flash sẽ có một chút lợi thế và một chút lỗ thế. Lợi thế là việc mà họ sẽ có thêm thời gian để trấn tĩnh lại tâm lý, cũng như là việc mà họ sẽ nghiên cứu Baza Gaming được sâu sắc hơn. Còn lỗ thế đó là việc mà có lẽ là lâu rồi thì Team Flash mới lại thi đấu ở một khung giờ sớm đến như thế này. Các game thủ bình thường thì có giờ sinh hoạt nó hơi khác một chút so với các công việc bình thường khác, nên giờ thi đấu như thế này, tính thêm cả giờ thi đấu phải có mặt tại studio để chuẩn bị trang thiết bị cũng như là tổng duyệt cho ngày thi đấu rất dài trong ngày hôm nay, sẽ là một giờ rất sớm của các game thủ. Đồng ý. Và chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên giữa Baza Gaming và bên phía của Team Flash. Baza Gaming ở bên phía đội xanh họ chủ động cấm đi hai sự lựa chọn, đó là Elandor và Richter. Baza khá bất ngờ khi Baza hướng tới lượt cấm đầu tiên, đó là Elandor, một vị tướng mà chúng ta đã chơi không tốt trong ngày thi đấu ngày hôm qua khi để cho đối phương có thể về lết kịp thời và không thể tối ưu được thế trận. Bên cạnh đó thì Team Flash cấm đi hai quân bài hỗ trợ, đó là Zeke cũng như là Senel. Senel cũng là một trong những quân bài đã khiến Team Flash rất vất vả khi phải đối đầu với cả đội tuyển One Team trong ngày thi đấu trước đó. Và đó cũng là một trong những sự lựa chọn đang rất phù hợp với cả meta chuyển sinh hiện tại, khi vị tướng này có thể đến một cách kịp thời, có thể đẩy lính tệ được còn lại và hỗ trợ đối phương rất nhanh với sứ mệnh cứu thế của mình. Sự lựa chọn đầu tiên bên phía của Baza là một sự lựa chọn tôi nghĩ rằng tương đối thuận tay cho QQ, và nó cũng phù hợp với một chiến thuật đa dạng của một đội tuyển, đó là quân bài Drac. Lối chơi đa dạng, cách mà vị tướng này thể hiện trong giao tranh cũng như là khả năng gây khó chịu nhờ tạo hiệu ứng, đây là một sự lựa chọn rất nguy hiểm với chúng ta và cần phải có những biện pháp để khắc chế vào vị tướng Drac. Như chúng ta đã thấy gần đây, các đội tuyển khi đối đầu với Drac thường lựa chọn vị tướng có khả năng nhảy thẳng vào vị trí của Drac, vượt qua được lớp khiên của Drac để có thể khiến cho vị tướng này bị triệt tiêu khỏi giao tranh. Và đó là cách mà Team Flash đang muốn làm, đó là việc chúng ta lấy đi Malok và Caffeine, một dàn chắn dành cho Caffeine và sau đó là Malok, để khiến cho QQ sẽ không thể nào dễ chơi hay thậm chí là đặt lô cốt trong giao tranh. Vừa nãy thì ADC cũng nhá vào vị tướng là Nakroth quán quân, và bây giờ thì Đức Chiến B cũng khịa lại Đức Chiến A với việc là cũng đang để nhá Nakroth ADC, thậm chí là quả trang phục đúng không? Trang phục luôn, chính là trang phục vinh danh cho người phải đối diện với anh ấy ở trong ván thi đấu này. Nhưng rõ ràng là không có lý do gì để lựa chọn Nakroth sớm đến như vậy, và Florentino dành cho Maki sẽ là một quân bài rất tín ở khu vực đường tàn thần Caesar khi mà đã bị cấm đi vị trí của Richter rồi. Cũng là một cách để cho thấy một cái sự tôn trọng, cái sự respect của bên phía Baza Gaming đối với cả bên phía Team Flash, khi mà đây cũng là một trong những trang phục của, có thể nói là ADC hiện đang là người duy nhất được vinh danh bộ trang phục riêng đúng không? Và đó là một bộ trang phục khá đẹp, nhưng chúng ta vẫn chưa thấy ADC sử dụng nó trong một trận thi đấu tại APL tính đến thời điểm này. Alice đang còn, và Malok Alice liệu có phải bộ đôi mà Team Flash hướng đến hay không, khi mà Baza cũng đã bỏ qua Alice ở trong sự lựa chọn tiếp theo của mình. Ngày hôm qua thì người đài đã sử dụng một bộ tướng xung quanh Malok, với Malok và một vị trợ thủ kiểu như là Aneste, Alice hoặc là Sephira, những vị tướng trợ thủ có sát thương phép thuật và có khả năng giúp cho Malok dọn lính nhanh ở khu vực đường giữa, sau đó kết hợp thêm với một vị tướng đi rừng sát thủ phép thuật như kiểu là Zeal, Kira hoặc là Pain để có thể đối đầu lại và khắc chế phần nào đó Drac. Nhưng người đài làm được điều đó với người Việt. Trong cả hai trận đấu ngày hôm qua thì cả Flash Quốc và cả One Team đều sử dụng bài đánh này để thắng Drac của Pháp TV và thắng Drac của Team Flash. Nhưng khi mà Flash Quốc đem bài đánh này ra đánh với Drac của Nunu trong ngày hôm qua thì họ thua. Và ngày hôm nay Drac này cũng là Drac của người Thái. Và chúng ta cũng đã có bộ đôi Malok và Alice rồi. Cùng hy vọng là những vị tướng
đã từng đem đến rất nhiều vinh quang dành cho Team Flash, như là Alice nằm trong tay của Poi và như là Malok nằm trong tay của Sơn Bách, sẽ có thể đem về lợi thế dành cho Team Flash ở trong một ván thi đấu rất quan trọng này. Ở thời điểm này thì Team Flash có một số điểm chưa chắc chắn để có thể đi tiếp tại bảng thi đấu này, và những đối thủ còn lại của họ cũng đều là rất khó nhằn. Sau Baza Gaming thì sẽ còn là Flash Group và còn Buriram United nữa. Nên rõ ràng là từng ván đấu một thì các học trò của huấn luyện viên Harbin đều cần phải chắt chiu. Đồng ý, đều phải chắt chiu. Phải là hòa hoặc có những trận thắng thì mới có thể giải tỏa được phần áp lực. Nên là một trận thắng, nên là một trận thắng trong một ngày thi đấu mà ngày thi đấu cuối cùng của bảng B thì Team Flash phải đối đầu với hai lịch thi đấu tương đối nặng nhọc, đó là Flash Wolf hiện tại đang bắt đầu vào việc. Họ có một cách cấm chọn cực kỳ nghiêm túc, không còn là những sự thử nghiệm nữa, họ đánh đâu ra đấy. Còn một đó là Buriram United Esports đang tràn đầy phong độ và chờ họ ở trận đấu chốt chặn cuối cùng trước khi kết thúc giải vòng bảng. Nên rõ ràng trận thi đấu trước Baza Gaming phải có một kết quả có lợi cho đội tuyển Team Flash, ít nhất là một trận hòa. Và hai lượt cấm đến từ phía của Team Flash đó là Roker cũng như là Ata. Còn bên phía của Baza Gaming rõ ràng rồi, khi chúng ta có Malok, chúng ta có Alice thì việc đối phương cấm những sát thương phép thuật, những vị tướng sát thủ gây sát thương phép thuật là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Nếu như cần tắc hơn thì hoàn toàn Baza Gaming thể cấm nốt vào Kera, hay thậm chí là cấm nốt thêm vào một sự lựa chọn đó là Zeal nữa. Nhưng không, họ hướng tới một sự lựa chọn khác, đó là cấm thẳng ở vị trí của Superman, một vị tướng cũng khá khó chịu và có thể gây được rất nhiều khó khăn cho Lavi cũng như Dirac. Hiện tại thì Team Flash đang có một cặp bài trùm, đó là Malok và Alice, một dàn chắn khá tốt. Chúng ta hoàn toàn thể lấy Zeal cho ADC trong trận thi đấu này. Tôi nghĩ rằng là cũng hoàn toàn hợp lý khi mà vị tướng này được thả ra. Zeal hoặc Kira. Đồng ý. Là Zeal hoặc Kira. Có thể lựa chọn luôn ở sự lựa chọn này cũng được, bởi vì nếu như muốn giấu rừng đến sự lựa chọn thứ 5 thì Baza Gaming hoàn toàn họ cũng có thể tước đi một trong hai vị tướng là Zeal cùng với Kira, khi kết hợp với đội hình của họ cũng là ổn thôi. Đến thời điểm này của ván thi đấu đầu tiên thì tôi đang thấy là những sự lựa chọn cấm, đặc biệt ở trong phase thứ 2 của Team Flash, đang là hợp lý. Roker cũng là một vị tướng đi rừng rất mạnh ở trong giai đoạn đầu, và khi kết hợp cùng với Dirac thì nó đem lại một khả năng băng trụ rất khó đỡ. Trong khi đó thì ngày hôm qua Tao X cũng đã có những màn trình diễn rất tuyệt vời, rất ấn tượng với vị tướng Ata ở vị trí trợ thủ, với những lần đặt thuyền bạch tuộc cực kỳ chí mạng. Và Team Flash hiểu rằng họ cần phải cấm đi hai vị tướng này ở trong, để khiến cho đội hình của mình không gặp quá nhiều thua thiệt ở trong giai đoạn đầu. Kingrod là sự lựa chọn mà Team Flash đưa ra, nhiều khả năng dành cho gấu để đối đầu với Maki ở khu vực đường trên khi mà đối thủ đã cấm đi Yena. Florentino, một quân bài tương đối ác mộng đối với cả chính Pháp TV khi mà họ đã nhả ra hai sự lựa chọn này liên tiếp cho Maki trong ngày sinh nhật của anh ta, và dẫn tới việc Pháp TV phải thua trắng trước Baza Gaming tỷ số là 0-2, khi mà Pháp TV chỉ có một đối trọng duy nhất thời điểm đó là cấm vào Omen, và quên mất in rằng Maki cũng là một trong những người chơi Florentino rất nguy hiểm. Baza Gaming tiếp tục nhá hàng, và đó là Nakroth. Nakroth đã được nhá hàng bởi DCB trước đó ở phase 1, nhưng lần này họ tiếp tục hở ra quân bài này. Team Flash hiện tại vẫn đang ẩn đi vị trí rừng cuối cùng của mình, và khả năng khá cao là sẽ có thêm một vị sát thủ gây sát thương phép thuật nữa, hoặc là một vị sát thủ khả năng áp sát vào thật nhanh với những vị trí chủ lực như Dirac hay Lavi. Nhưng trước tiên đối phương sẽ lấy đi quân bài Zephyr, quân bài mà người đài chơi cũng rất tốt, thậm chí là vị trí của Kato. Và Greg mà là vị tướng đáng nói hơn ở trong sự lựa chọn cuối cùng của bên phía Baza Gaming. Greg là một sự lựa chọn mang chất khá bất ngờ. Và rõ ràng với những cú kéo, nó có thể phần nào đó khiến cho những tình huống mà Alice đi kèm với cả Malok sẽ gặp tương đối nhiều khó khăn, và thậm chí là những tình huống bốc đầu tiên ra đầu trận đấu vào khu vực rừng của chúng ta, hay thậm chí những cú kéo bất ngờ đến Tao X có thể khiến cho bộ combo mà chúng ta nghĩ đến, bộ combo của Team Flash đôi khi bị rời rạc nhờ những cú kéo đến vị trí Grack, và thậm chí là khả năng tốc biến và câm lặng là chiêu thức mà chúng ta thường thấy khá nhiều ở cách mà người Thái chơi quân bài Grack này. Đây là một sự lựa chọn tương đối độc đáo nhưng cũng đầy sự mạo hiểm, và thật không bất ngờ khi mà Team Flash lựa chọn sự lựa chọn cuối cùng, đó là một vị sát thủ phép thuật. Đó là điều chúng ta đã nói với nhau từ rất sớm rồi, trước khi mà phase 2 bắt đầu. Và sự lựa chọn mà ADC hướng tới là quân bài thuận tay nhất của anh ta, đó là quân bài Zeal. So với cả Kera thì cái tần suất mà Zeal có được chiến thắng trong tay của ADC là cao hơn, và anh ta cũng có được nhiều thành công với cả quân bài này, nên việc mà ADC lựa chọn quân bài Zeal là một sự lựa chọn hợp lý. Chúng ta có một đội hình với sự lựa chọn là Kingrod để đối đầu với Florentino. Đây một sự lựa chọn cũng khá lo ngại khi mà Florentino cho tay Maki là một trong những bài toán đang tương đối khó giải, nhờ khả năng di chuyển đột biến, nhờ sự hiệu quả cũng như là cái sự tự tin và lì đòn đến từ Maki nữa.
Rõ ràng đây là một thế trận đầy khó khăn. Đây là một trận thi đấu mà chúng ta để nhả ra những quân bài đấu sĩ từ rất sớm. Và thay vì lựa chọn Omen, Maki lựa chọn Frentino để đánh đôi công thật mạnh mẽ với cả người chơi ở bên kia chiến tuyến, hay còn được biết đến là thần tượng của anh ta, đó là Gấu. Và dù Gấu còn Omen để có thể lựa chọn, quyết định của Team Fast vẫn sẽ là Kingrod, một vị tướng mạnh ở trong việc càn lướt cũng như là đẩy lẻ ở giai đoạn sau. Đây là những video cổ động đến từ khu vực APL, vẫn là những gương mặt đã quen thuộc với luồng livestream của APL 2020 rồi. Còn đây là những video cổ động tập thể rất dễ thương đến từ các khán giả của AOG Liên Quân Mobile Việt Nam. Hy vọng là những lời động viên và tiếp sức đến từ người hâm mộ sẽ giúp cho Team Flag có một kết quả có lợi trong ngày thi đấu ngày hôm nay, khi mà đối thủ của họ hiện tại không còn là một đội tuyển hiện tượng nữa rồi, mà họ phải nói là một trong những đội tuyển đang hoàn thiện mình ngay trong giải đấu. Đó là đội tuyển Baza Gaming. Họ đang có được sự gắn kết hay qua từng trận đấu, càng lúc càng hay hơn, và càng lúc càng cho thấy được rằng bể tướng không phải vấn đề với họ. Họ thậm chí có thể đánh một cách cực kỳ đa dạng. Và đó là điều mà Team Flash sẽ thực sự phải thi đấu một cách cẩn thận trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Chúng ta có một đội hình về lết tốt, chúng ta có một đội hình đánh rất mạnh với giai đoạn giữa cho đến giai đoạn cuối trận đấu, với Kirot, với Zil và với Cafeni như giai đoạn đầu trận đấu, thì có lẽ chúng ta sẽ phải đôi chút là nhún nhường cả đối phương. Khi mà đối phương có dây fit, đối phương có những tình huống đẩy cực kỳ khó chịu từ Dirac, và cú kéo đầu tiên từ Tao X là không chuẩn xác. Tỷ lệ thắng và các bạn khán giả bình chọn trên fan ứng dụng Nonoline là 42% cho Baza Gaming và chỉ 58% nghiêng về cho Team Flat. Một sự lựa chọn cũng khá là cân trong kèo đối đầu này, mặc dù vẫn có sự nhỉnh hơn đến từ các nhà đương kim vô địch của đấu trường danh vọng. Những bước di chuyển đầu tiên, chúng ta đang Ellie đang khá tự tin tấn công vị trí của Eret. Eret kích hoạt cho mình khiên phản tốc, đỡ động phần sát thương, và sau đó chúng ta phải lùi về. Có thể coi là hòa trong pha trao đổi chiêu thức vừa rồi giữa hai xạ thủ. Đào X cũng đã có mặt ở đây rồi và vẫn đang tạo ra nhiều sức ép khi vẫn còn giữ nguyên cú kéo của mình ở trên người. Trong khi đó thì Xuân Bách đang chỉ có một mình để kiểm soát sai ở nhánh sông gần khu vực đường giữa. Có lẽ là cũng đã phát hiện ra DCB đang có mặt rồi. Và kéo ở đây rồi. Thì Ellie vừa bị kéo lại bởi Tao X, gặp rất nhiều nguy hiểm, mất đi tốc cảnh. Ui, còn một viên đạn nữa thì Ellie sẽ là điểm chiến công đầu. Nhưng thật may là người đi đường rồng của bên phía Team Fast có thể về được trong tình huống vừa rồi. Thật may mắn bên phía đội bạn thiếu đi sát thương, và qua đó thì Ellie có thể lui về khiến tóc kích hoạt cho mình, đó là tốc hành. Một tình huống trao đổi chiêu thức khá mạo hiểm, và cú kéo lên Tao X đạt rất trí. Để qua đó chúng ta phải hồi phục, phải chờ về nhà để hồi phục ngay lập tức, nhưng đối phương cũng không thể làm gì với cái trụ này. Họ tập trung ra khu vực đường giữa, Xuân Bách đang có mặt tại đây. Thế mà đó là cả ADC hiện tại đã hoàn thành cho mình cấp độ 4 nữa. Chúng ta có vẻ đang hướng tới khả năng kiểm soát hàng rơi thủ vệ nhiều hơn, khi tôi đang thấy tín hiệu có mặt gần đó đến vị trí của Gấu. Maki cũng đang có mặt tại đây, các thành viên của Baza di chuyển nhanh hơn chúng ta. Muốn đánh nhau khi mà ADC đã băng vào, Eli cũng đã lên từ nhánh rồng, Eret hết khả năng giao tranh, QQ cũng là tương tự. Nhưng bên phía Baza họ định làm gì khi mà cả Maki lẫn DCB đều băng vào, Eli thấp máu nhưng Xuân Bách là người có được chiến công đầu. Ellie vẫn còn sống, Ellie quay trở lại đánh đá trả sát thương. Bị kéo lại bởi đó là Tao X đến vị trí của Xuân Bách cần phải lùi. Xuân Bách cần phải lùi, Xuân Bách có thể lùi được. Một tình huống mà tôi cũng khá lo ngại khi đó là cú không kích tương đối chuẩn xác của DCB, và nó kéo đi một lượng sát thương lớn các thành viên của bên phía Team Flash. Chúng ta đứng rất đông vào với nhau, đó là lợi thế để cho đối phương có thể có những cú đẩy với Dirac. Không sao, không sao, Nằm trong tính toán của ADC rồi. Thật may mắn đó, một tình huống mà chúng ta có thể lùi về, và thậm chí Xuân Bách đã là người che chắn khá lâu để giúp cho Ellie có thể rút ra được sau một tình huống mà đối phương băn cắt muốn dứt điểm đi cái mạng của Cafeni. Ellie đã chết hụt hai lần trong những tình huống thi đấu đầu tiên của mình, và đây là tình huống phong ba quyết đoán đến từ ADC giúp cho Eret bị loại bỏ khỏi giao tranh. Và băng vào chủ động đến từ ADC đã khiến cho hai thành viên của Baza nằm ngoài vùng giao tranh trong tình huống vừa rồi, và DCB băng vào. Nhưng ở thời điểm cấp độ 5 như thế này thì một không kích chính xác vẫn là thiếu sát thương để có thể hạ gục đi một người. Nhưng Ellie vừa phải nằm lại. Và đây là một tình huống công trụ nguy hiểm đến từ bên phía của Baza Gaming, khi mà Pori cũng dính kéo lại thêm một tình huống pháo từ quang và kết hợp tốc biến nữa đến từ người Thái. Nhưng dọn lính xong rồi, và ADC băng vào mất quả cầu băng xương đến từ QQ. ADC đang rất thuần thục với kỹ năng của vị tướng siêu này. Xuân Bách tới và Eret sẽ phải lên bảng đếm số. Ellie quay ngược trở lại, xả ra mưa liên thanh, và đó là phản công rất thành công đến từ Team Flash. Nhưng Ellie lại dính kéo rồi. Tao X đang chơi rất tốt với những cú kéo của mình ở trong giai đoạn đầu này. Tao X đang thi triển những tình huống kéo vô cùng khó chịu. Vừa qua là một tình huống luyện ngục tương đối chuẩn xác đến từ Xuân Bách, để qua đó chúng ta có thể tràn lên. ADC đang tỏ ra rất thuần thục khi anh ta tích nội tại, dùng phong độn và phong ba vô cùng chuẩn xác, có thể thoát lui một cách nhanh chóng. Chúng ta giải quyết được con sông này cực kỳ nhanh chóng, và
Có lẽ trong tình huống sắp tới Ellie cần cẩn trọng hơn những cú kéo đến từ bên phía của TaoX, bởi anh ta đã đứng lên khá cao, phải chịu tương đối nhiều. Nếu như tiếp tục dính 2 đến 3 cú kéo nữa thì hoàn toàn chúng ta sẽ thất thiệt ở khu vực tường rồng là điều có thể xảy ra. Puri không thể nào có thể bị kéo bởi đó là TaoX, một tình huống kéo cực kỳ quan trọng. Anh ta không có tốc biến nữa, anh ta đã mất đi tốc biến trong tình huống giao tranh trước đó, nhưng có thể lùi được bởi sát thương đến Eret không phải là quá nhiều. Cần tận dụng triệt để những tình huống giao tranh ở vị trí của Taoret. Ellie mạo hiểm quá, Ellie ơi. Ellie và Proy không dính không kích, Proy vẫn đang lùi về. Luyện ngục đến từ vị trí của Xuân Bách vẫn phòng ngự được trong turn này đến từ bên phía của Team Flash, nhưng Ellie cần phải điềm tĩnh lại một chút. Ellie vừa mới nói xong, rõ ràng là Ellie đã có những tình huống đứng lên quá cao và cũng tương đối chủ quan, nên nhớ ra những cú hụ kéo đến từ TaoX không phải là những cú kéo mang tính chất cầu may mà anh ta kéo dựa trên kỹ năng cá nhân rất cao. Từ nãy đến giờ tôi chưa thấy anh ta kéo trượt một phát nào ngoài tình huống đầu tiên ở khu vực đường giữa. Và rõ ràng chúng ta nên cẩn trọng nhiều hơn ở những cú kéo đó. Những cú kéo đó khiến cho những sát thương chủ lực của chúng ta đôi khi sẽ mất đi kết nối trên tình huống combo giao tranh tổng. Đến từ bên phía của Team Flash, chúng ta tấn công vào vị trí của Maki. Maki mất đi cho mình cầu băng xương. Maki có thể lui được, anh ta lao trở lại tấn công đối phương. Maki tương đối mạnh mẽ nhưng Maki sẽ không thể sống được một tình huống tương đối khó hiểu đến vị trí của Maki. Quả này là tuổi trẻ chưa trải sự đời rồi, gặp thần tượng lại bắt đầu có một trạng thái hơi sung đến từ vị trí của Maki. Kéo không chính xác đến từ TaoX và DCB cũng đã hết khả năng giao tranh rồi. DCB vòng ngược ra đường giữa, chúng ta mất trụ ở đường dưới, nhưng có thể là sẽ có trụ của đường rồng khi mà Ellie cũng đã xuất hiện ở trên này cùng Voi và ADC. Gấu sẽ được đổi ngược lại, nhưng đà tiến của Eret ở nửa dưới cũng đang là tương đối nhanh. Chúng ta cũng cần phải nhanh lên ở cái trụ này và chúng ta đã có nó. Gấu lao vào, quạt thẳng vào vị trí của Eret, bật lên chiêu cuối. Đây là kỳ con ma tính và Eret có DCB ở phía sau. Gấu vẫn đang truy đuổi, gấu có thể đổi mạng được là tốt nhất, không được rồi. Anh ta dính cho mình đạn thần quang đến từ Eret và sau đó phải bỏ mạng lại, rất đáng tiếc vị trí của gấu. Không thể lấy được cái mạng của Eret được tại thời điểm này. Eret hiện tại đang khá xanh. KDA là 2113.000 tiền so với Ellie bên kia, lượng tiền không phải là chênh lệch quá nhiều. Bằng tiền với nhau, nhưng rõ ràng về mặt di chuyển có vẻ bên phía của Baza Gaming vẫn đang có lợi hơn, bởi những tình huống kéo đến từ TaoX đang giúp cho Baza Gaming lấy lại được sự chủ động của mình ngay ở những phút thi đấu đầu tiên này. ADC muốn tranh chấp cho mình con rồng, anh ta làm được. Anh ta hơn làm được. Cấp cơ mà, hơn 2 cấp thì không có lý do gì để thua đối thủ. Nhưng mà trong tình huống đó hình như là ADC còn không có trừng trị thì phải. Rất quyết đoán từ vị trí của ADC. Wow, nếu như không có trừng trị thì đó lại là rất hay đến từ ADC. Một tình huống cũng khá nhạy cảm, DCB có lẽ cũng tương đối bất ngờ với tình huống lao vào đây quyết đoán từ vị trí của ADC. Anh ta lựa chọn mục tiêu đó là DCB. Rất DCB tốt. Phải bỏ mạng lại, không kích đi cũng không thoát được khỏi sát thương khủng khiếp mà được tạo ra đến vị trí của Dìu. Chúng ta lấy định người chưa đi rừng của bên phía đối phương. Và DCB ấm chuyển sinh ra ngay lập tức sau khi dính phải cú phong ba quá nhiều sát thương mà để rồi phải nằm xuống. Chúng ta ngay sau khi lấy được cái mạng của DCB tràn vào khu vực Maki rừng của bên phía đối phương, lấy được cho mình một con quái rừng đường dưới này. Maki solo tay đôi với gấu. Gấu đang tỏ ra tương đối khó chịu, Maki phải lui về. Maki quay trở lại trả sát thương. Maki khá đánh đá, cũng không dám lao vào đến từ ADC trong tình huống vừa rồi. Ellie và Puri nên lùi. Trong khi đó thì Xuân Bách đang đẩy được một tên lính ở khu vực đường giữa và sau đó không, như vậy là Xuân Bách có lẽ là vẫn sẽ đứng ở đường giữa. ADC sẽ cướp được thêm một con bùa đỏ nữa của DCB và lại vòng ngược lại để hỏi thăm Maki. Cơ hội đây rồi, ăn được là cái chắc. Có phong ba tại đây, quay trở sát thương đến vị trí của Maki, làm được vị trí của ADC. Căn bản Maki đã mất đi cầu băng xương trước đó rồi, nên khi anh ta chỉ còn đâu đó dưới nửa máu thôi mà chỉ cần hồi được chiêu cuối đến từ vị trí của ADC, anh ta hoàn toàn có thể dứt điểm được cái mạng của Maki. Và Maki trong ngày thi đấu ngày hôm nay có vẻ như đang thi đấu một cách hơi tự tin, hơi sung quá so với những hình ảnh mà chúng ta thường thấy của anh ta là một đội đánh an toàn nhưng đột biến khi cần thiết. Thì ngày hôm nay Maki đang tương đối sung với con bài Fortino này và phải để lại rất nhiều những điểm hạ gục. Nhưng đây là cơ hội cho Team Flash và có được cái trụ đầu này. Có vẻ như là Maki vẫn còn chưa tỉnh ngủ vì phải dậy sớm khi mà đã phải nằm lại 3 lần rồi. Mà đó cũng là những tình huống rất tốt đến từ gấu và đặc biệt là ADC. ADC đang làm rất hoàn hảo với Zil đến thời điểm phút thứ 8 của ván thi đấu đầu tiên này. Chúng ta đã có hai trụ đường cánh rồi và có lẽ mục tiêu tiếp theo có thể nó sẽ là cái trụ đầu tiên ở khu vực đường giữa này, với luyện ngục, với dòng chảy thời không và sự càn lướt của gấu cùng những pha ám sát đến từ ADC thì khả năng băng trụ của Team Flash sẽ là rất tốt. Đồng ý, chúng ta đang kiểm soát hầu hết thế trận từ những mục tiêu lớn cho đến những điểm hạ gục. Ôi, còn... cái này là không cho Maki chơi điện tử rồi. Ủa, Maki liên tục bị hỏi thăm. Maki trận đấu này khổ quá, gấu tốc hành cho máu này, Maki phải lui về. ADC liên tục dành những sự quan tâm nhất định dành cho cậu bé 2005 ở khu vực đường dưới hay thậm chí là cả khu vực đường trên nữa. Và đúng là Maki đang không được chơi game trong trận đấu này khi mà lượng sát thương được dồn vào tên ADC là quá trí. Mất đi con bùa đỏ thứ hai liên tiếp từ vị trí của DCB, QQ không thể làm gì được cả, nên cẩn thận tình huống kéo đến vị trí của TaoX.
Gấu đang rất tự tin băng thẳm khu vực rừng của đối phương. Chúng ta đã muốn ép khu vực đường giữa này, chúng ta đang tạo một thế trận để có thể ép được cái trụ này. Có chưa cuối vị trí của sân bay thấy không? Tớn lính đang lên, ADC là người chính đang ngân quang bị kéo lại nhưng không sao cả, đã luyện ngục rồi. Gấu càn lướt vào, Eli bắn trụ, ADC vẫn tiếp tục băng vào dù chỉ còn nửa máu và hạ được rất nhiều người, bấm qua cầu băng xương. ADC không thoát được, ADC bị shut down, nhưng chúng ta có được nhiều hơn thế rất nhiều. Đó Ellie là hai cái trụ liên tiếp và rất nhiều cái chuyển sinh được bấm đến từ bên phía của Baza Gaming. Ellie vẫn đang tiếp tục tiến lên, kéo lọt khe đến từ vị trí của Taoic. Double kill của Ellie và mọi thứ vẫn đang hết sức suôn sẻ với Team Flash. Cú chỉ quá đau, Ellie một mình một cú chỉ tiễn Eret lên bản điểm số và bị bào đi rất nhiều những cái chuyển sinh sau tình huống giao tranh bàn đây đến bên phía của Baza Gaming. Chúng ta trả lên rất mạnh, một tình huống mà chúng ta đã có sự chủ động ngay từ đầu chứ không phải là đợi đến lúc mà đối phương muốn ép giao tranh. Đó là tình huống mà Baza Gaming buộc phải đánh từ trong trụ ra ngoài, nhưng rõ ràng là cú không kích đó không dứt đến cái mạng của ADC và dẫn tới việc ADC có thể quay trở lại với phòng ba của mình. Anh ta nằm xuống, anh ta đổi được hai mạng và đây là con tà thần Caesar dành cho bên phía của Team Flash. Chúng ta đã thi đấu rất hay trong ngày thi đấu ngày hôm nay. 317 từ vị trí của ADC với 7.400 tiền, nhiều hơn 2.000 tiền so với cả Zephyr của DCB. Lợi thế là quá lớn. Chúng ta đang thắng ở trên mọi đường, thắng ở trên mọi đường. Dù ra đầu trận đấu thì Ellie sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng về sau thì Ellie cũng đã có được một lượng tiền có thể nói là cực kỳ xanh xao. Và đây là một tình huống mà đối phương muốn chủ động đánh một cú đạn thần quan chuẩn xác và sau đó cú kéo từ Taoic, nhưng đối phương không có sát thương dồn vào vị trí của ADC. Và chính vì việc đối phương không thể hạ gục ADC ngay lập tức thì với cái phong ba của mình, ADC có thể làm được quá nhiều thứ để từ đó Team Flash có thể tràn lên. ADC làm rất hay trong tình huống mà đã bị đối thủ kéo từ trước đó, anh vẫn có thể lao vào và sử dụng chiêu thức của mình một cách cực kỳ hợp lý để tạo ra một lượng sát thương lớn cho pha băng trụ của Team Flash, có thêm nhiều lợi thế. Giống tiên phong được thả ra ở cánh dưới cùng một tên lính rất lớn, trong khi đó thì gấu cũng đang đẩy lính ở nửa trên và chúng ta vẫn đang có một thế công trụ khó đỡ. Chúng ta vẫn còn rất nhiều máu ở con dấu tiên phong này. Kéo này, ngục đến từ Xuân Bách. ADC lại bị kéo rồi. Lần này thì ADC không kịp tỉnh để làm gì cả, nhưng Xuân Bách quá nhiều sát thương. Eli bắn cũng là rất đau, chấp luôn cả lô cốt từ quang đến từ bên phía của Baza Gaming. Thì chúng ta vẫn đẩy lùi được toàn bộ các thành viên của Baza Gaming về, nhưng lính thì đội bạn dọn xong rồi và không biết là có kịp có được một đường siêu cấp không. Có luôn khi mà con dấu tiên phong vẫn còn chấp cả ADC luôn. ADC nằm xuống không phải là vấn đề quá lớn vì Xuân Bách cũng như Eli đã quá khỏe. Và ngay sau khi ADC phải nằm xuống thì chúng ta băng vào với luyện ngục và sau đó là những tình huống xả mưa liên thanh đến từ vị trí của Ellie. Lấy được quá nhiều thứ, quá thành công ở cái đường xuống cấp khu vực đường dưới này. Chúng ta tiếp tục tràn lên khu vực đường trên. Đối phương có thể phòng thủ được, nhưng rõ ràng trận đấu này thì chúng ta đang thấy một Maki yếu ớt với quân bài Frontino. Điều mà chúng ta không thường thấy trong những trận đấu mà kể khi Baza Gaming đối đầu những đội tuyển mạnh như Buriram. Ngày hôm nay chúng ta lựa chọn không phải đánh vào Eret mà là đánh vào chính cái cánh nguy hiểm nhất của bên phía Baza Gaming, đó là cái cánh của Maki. Và rõ ràng gấu đang hoàn toàn kìm hãm được tuổi trẻ đến từ sự lì lợm của quân bài Maki của Frentino trong tay của Maki. Và hiện tại thì Maki đang thi đấu một cách rất khổ sở khi phải đối đầu với người nhiều kinh nghiệm như gấu. Tôi thích hình ảnh này của Team Flash, đối thủ mạnh ở đâu thì họ đánh trực tiếp vào chỗ đó. Và đến thời điểm này của ván đấu này thì họ đang rất ổn. Đây không phải là một ván đấu mà chúng ta sở hữu Elandor, nên ở trong giai đoạn sau rõ ràng cũng không có lo lắng gì đối với đội hình này của Team Flash cả, khi chúng ta có một Eli rất mạnh và đã mạnh hơn so với thời gian rất nhiều rồi. Mặc dù cũng đã có một đôi chút chủ quan trong giai đoạn đầu, nhưng Eli vẫn là như vậy. Việc phải nằm xuống một vài điểm hạ gục không ảnh hưởng đến sức mạnh của những vị tướng mà anh ấy cầm. Đồng ý, Eli có thể kéo lại được lượng kinh tế rất nhanh và lượng tiền chỉ vụt lên ngay sau đó hơn Eret đến 2.000 tiền dù phải nằm xuống khá nhiều, cho thấy rằng là khả năng dồn tiền đến các thành viên của Team Flash cũng như là khả năng farm tiền đến vị trí của Eli là rất đáng nể. Hai điểm gục đầu tiên, những tình huống kéo đến từ Taoic đúng là chỉ tạo được những sự khó chịu và bất ngờ ra đầu trận đấu mà thôi. Crack về giai đoạn về sau trận đấu này có khả năng bảo kê không phải là quá tốt, nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Quan trọng là không để kéo những tình huống kéo chí mạng trong tình huống ép trụ như ban nãy là được. Và đây sẽ là con tà thần Caesar dành cho bên phía của Team Flash. Đúng là Crack cũng chỉ tạo được bất ngờ, và đội tuyển Team Flash là một đội tuyển họ cần nhiều hơn thế. Một vài bất ngờ là không đủ với cả Team Flash, và quân bài Crack này không phải là vấn đề quá lớn với Team Flash. Đây là con rồng hắc ám tiếp theo dành cho Team Flash. Chúng ta đang đánh một cách rất chắc chắn và nghiêm túc cho ván thi đấu này, đánh rất cẩn thận đến cả 5 thành viên của Team Flash. Rock có thể counter được Alice nhưng không thể counter được Broly. Tôi nghĩ rằng việc để Broly thi đấu Alice ở trong ván thi đấu này cũng là một điều tốt dành cho Broly, khi mà Broly với vị tướng thuận tay nhất đã làm nên tên tuổi của mình thì có thể lấy lại được sự tự tin và phong độ, điều mà Broly đã đánh mất ở trong giai đoạn đầu của mùa giải này tại APL 2020. Chúng ta lượm hết tất cả những gì mà DCB có thể được chơi, và con bùa xanh này dành cho Ellie.
Tây cần một thế công. Chúng ta đang cố gắng đẩy lính lên cao nhất có thể, chia người ra theo chiến thuật 1-3-1 với ADC và gấu đẩy lẻ và ba thành viên còn lại của team Flash tập trung lên khu vực đường trên để hộ tống con rồng tiên phong. Xuân Bách bị giữ lại, anh ta quá khỏe, anh ta quá khỏe, đối phương thậm chí còn nhảy thẳng cú không kích vào đầu anh ta, nhưng anh ta cũng chỉ mất đi đâu đó 2.000 máu mà thôi. Chúng ta tràn vào, đang cố gắng lấy trụ khi mà rồng tiên phong nó còn chưa chạm đến. ADC hay quyết định băng vào, băng vào vị trí của Kiu Kiu. ADC thấp máu rồi, ADC lên bảng lần thứ 3. Điều quan trọng là đường lính siêu cấp thứ hai thì cũng đã có dành cho bên phía của team Flash. Xuân Bách có quay rất lâu và vẫn đang còn trên bản đồ để cho Aeli thoải mái bắn. Pháo từ quang là không chuẩn xác, Eret cũng đã phải nằm lại. ECB cũng là tương tự, lần lượt những cái chuyển sinh được bấm. Không Mackie được. Đang cố gắng quẩy nhưng Mackie yếu hơn mọi ngày rất nhiều với lượng tiền thua thiệt. Và gấu thì càng lướt là khỏe hơn. Gấu đang cho thấy rằng anh ta đúng là thần tượng của Mackie. Anh ta đang kìm hãm được hoàn toàn sự đột biến mà Mackie có, nhưng chúng ta cần phải cẩn thận. Cần phải cẩn thận, QQ đã có một tình huống cầu băng xương để khiến cho tình huống băng vào với phong ba của AZ bị hố. Vậy là phải nằm xuống luyện ngục thẳng đầu QQ và sau đó thì gấu càn lướt vào. Rõ ràng là không được chơi đến từ vị tướng nằm trong tay của người chơi đứng giữa bên phía Baza Gaming. Chúng ta sẽ lấy sân bay trong tình huống này. QQ đã phải lên bảng rồi, ADC tiếp tục bị kéo. Gấu vẫn còn ra bộ mạnh ở trên người và 5 người của team Flash lùi về. Chúng ta sẽ chờ đợi để phá đi nhà chính của đối thủ. Có lẽ là sau con rồng bạo chúa này. Gấu đánh quá hay, anh ta nhanh chóng hiểu được ý của Xuân Bách từ cú luyện ngục băng thẳng vào, không cần đến bất cứ thành viên là team Flash cả, một mình Xuân Bách luyện ngục thẳng vào trụ đường giữa và ngay lập tức là gấu có mặt từ đằng sau chặn họng đối phương và lấy đi cái mạng hạ ngục của D-Rap. Rõ ràng gấu đã thi đấu một cách cực kỳ khó chịu trận thi đấu này. Đó là một lối chơi không cần quá hoa mỹ nhưng lại tạo được sự đột biến vô cùng hiệu quả. Anh ta đánh một cách thầm lặng và đến tận thời điểm này anh ta là một trong những người chơi cứng cựa nhất, lao vào làm tanker, thậm chí là có thể gây sát thương bên phía của team Flash. Rõ ràng team Flash đang trở lại với một hình ảnh là một đội tuyển rất là lạnh lùng ở cách di chuyển, ở cách giao tranh và đã hoàn toàn o ép được hiện tượng Baza Gaming. Những con truyền thiên vương đang tới, đang rất vất vả đến từ bên phía của Baza Gaming. Team Flash cần một tình huống đẩy tốt nữa, một tình huống giao tranh tốt, một tình huống ép cuối cùng khi có được con tà thần Seiza này để kết thúc được ván thi đấu này. Vẫn rất bài bản và chuẩn chỉ, Team Flash cần những chiến thắng này và họ đang làm đúng những gì mà mình cần phải làm. Làm được, gấu đã đứng chặn một mình, gấu đứng ra rất cao để ngăn cản tình huống lao vào từ vị trí của Baza Gaming. Và sau đó là ADC có thể có được cho mình con tà thần Zeza. Lính đang tràn vào, lính đang tràn vào. Đây là lúc để chúng ta thấy được một team Flash với kinh nghiệm đẩy lính của mình, với kinh nghiệm dồn thế lính của mình và kiểm soát thế lính nó là tốt đến như thế nào. Đối phương đang rất chật vật ở việc phòng ngự những con lính rất to. Tao X có một tình huống kéo để trách bụi, rất cẩn thận đến từ bên phía của Baza Gaming, cẩn thận mọi động thái có thể xảy ra. Nhưng gấu đã có được tầm nhìn của 5 thành viên Baza Gaming, còn 4 người còn lại đang có mặt tại khu vực đường giữa. Chúng ta cũng đang đánh rất thận trọng, chúng ta cũng đang đánh rất thận trọng trong trận đấu này. Lên luôn anh Fenrir để có thể tạo nên một sức đôi công và khả năng gây sát thương mạnh hơn đến từ vị trí của Mackie. Nhưng Mackie nằm xuống đến 5 lần rồi và đúng là không ai có thể trấn thủ được Mackie ngoài gấu tại đây. Gấu Trùy đang đẩy vào và ở đường trên cũng là một đội lính rất lớn. Kéo Xuân Bách thì đúng là không nên kéo làm gì cả. Gấu bắt đầu băng vào, càn quét rồi, ADC cũng băng vào. Và đây là thế mà team Flash sẽ hủy diệt Baza Gaming ở trong hay quá thi đấu này. Mackie không làm gì được, QQ cũng không được chơi, D-Rap không được chơi, Baza không được chơi và chiến thắng dành cho team Flash. Quá hay ở trận đấu này, đến từ phía của team Flash không có bất cứ một sơ suất nào cả. Chúng ta hủy diệt đối phương, chúng ta đánh. Điều này cho thấy rằng team Flash đã có một sự nghiên cứu và chuẩn bị rất kỹ cho Baza Gaming trong ngày thi đấu hôm nay. 3 phút thi đấu đầu tiên là chúng ta đánh thẳng vào cánh của Mackie. Chúng ta đánh cho Mackie không thể nào xanh được. Thậm chí là kể đến đoạn giữa trận đấu thì ADC vẫn có những tình huống hỏi thăm ở vị trí của Mackie. Trận đấu này một trận đấu mà người chơi đường trên của bên phía team Flash đã thi đấu rất hay, là vị trí của gấu. Captain Gấu đã quay trở lại và qua đó có một trận đấu khiến cho Mackie bị bóp nghẹt với quân bài Frontino. Quân bài đã giúp cho anh ta có được quá nhiều chiến thắng trước đội tuyển mạnh. Và đây là các vẻ mặt của thành viên Baza Gaming. Có vẻ như trận thua này cũng không ảnh hưởng làm đến tâm lý của họ, bởi họ đang ở trong một tâm lý là một đội tuyển đã có phần lớn khả năng có thể đi tiếp được. Nhưng rõ ràng đây là một trận thua sẽ khiến cho Mackie cần phải suy nghĩ lại khá nhiều. Một phát vả khá lớn vào vị trí của Mackie khi mà anh này đang thi đấu rất thăng hoa trong thời gian gần đây. Và MVP trận này đó là Xuân Bách. Những tình huống lao vào luyện ngục vô cùng quyết đoán và không phải nằm xuống bất cứ một điểm ngục nào cả. Xuân Bách cũng là một người chơi rất tiêu biểu trong ván thi đấu này. Chúng ta có một ván thi đấu gọn gàng. Balog của Xuân Bách thì nó là thương hiệu rồi. Nunu thì có thể hơn Xuân Bách được ở vị tướng D-Rack. Nhưng xét về Balog thì chắc chắn là Xuân Bách có lẽ là vẫn sẽ mạnh hơn. Người đi đường giữa của Buriram United Esports
Và đây là MVP của chúng ta ở trong ván thi đấu này. Tôi nghĩ là Team Fast đã thắng từ phần ban quick rồi. Ngày hôm qua Buriram United họ cũng cầm đi rắc và họ không ngại bộ đôi Malok và Alice của bên phía Fast Group. Nhưng có lẽ đó là do sự xuất sắc đến từ Nunu với Dirac và sự xuất sắc của Buriram United, có lẽ là họ ao trình so với Flash Group thôi. Chứ còn nếu như mà ngang trình hoặc là như trong trận thi đấu này thì chúng ta thấy là Malok và Alice khiến cho Dirac không được chơi game là rõ như thế nào. Đồng ý. Và quân bài Dirac nó cũng chỉ là một trong những quân bài đúng là counter được Alice thật đấy. Nhưng một vài cú kéo không phải là một vấn đề quá lớn. Đội hình của chúng ta một đội hình đánh quá mạnh dọn cuối trận đấu. Chúng ta đối phương có muốn đôi co và chúng ta đến cuối trận đấu chúng ta vẫn có thể chơi một cách sòng phẳng được. Người gây được nhiều sát thương nhất trên bản đồ đó là Ellie, 113.000 sát thương. Và những tình huống mà chúng ta băng vào tạo tiền đề quá tốt cho ADC từ tuyến sau để có thể phong ba. Ngay từ đầu chúng ta đã đi đúng với những gì mà đề ra ở chiến thuật này, có nghĩa là để cho Zil xanh sớm. Zil làm tốt ở đoạn giữa trận đấu thì đến đoạn giữa trận đầu trận đấu thì đến đoạn giữa và sau trận thi đấu thì đó sẽ là đất diễn đến từ vị trí của Gấu, vị trí của Ellie. Và mọi thứ đi đúng theo những gì mà chúng ta đã tính toán, những gì mà Team Flat đã tính toán. Và rõ ràng đây là một Team Flat mà chúng ta cần phải thấy trong ngày thi đấu hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau nghỉ ngơi cho ít phút trước khi quay trở lại ván thi đấu thứ hai. Chúng ta cùng quay trở lại với IPL 2020, giải đấu mà Nonoline là platform livestream chính thức cũng như là nhà tài trợ cho khu vực AOG Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng nhau xem những trận đấu hấp dẫn của giải đấu APL trên ứng dụng Nonoline. Để lại dự đoán bình luận để có cơ hội nhận cho mình những phần quà hấp dẫn, trong đó là trang phục có trị giá lên đến 799 quân huy. Dự đoán sẽ kết thúc ngay sau khi đoạn cấm chọn kết thúc nên các bạn đừng bỏ lỡ qua sự kiện này. Và chúng ta vừa trải qua một trận đấu có thể nói là vô cùng mãn nhãn để mở đầu cho một ngày thi đấu dài hơi trong ngày thi đấu hôm nay, khi mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có đến 8 đến đâu đó là một trận đấu bắt đầu từ 10 giờ và đến trận đấu cuối cùng là tổng cộng là 8 trận thi đấu tất cả trong ngày. Và để mở đầu cho một ngày thi đấu dài hơi như thế mà chúng ta có được một sự khởi đầu nó thuận lợi như thế này thì cũng là một tín hiệu vui đối với các đội tuyển đến từ khu vực AOG, đến từ khu vực Việt Nam của chúng ta. Và tạm thời là Team Flat đang dẫn trước Baza Gaming tỷ số là 1-0 trong cái bối cảnh mà hiện tại Team Flat đang rất cần những điểm số để có thể củng cố được vị trí đi tiếp của mình khi
mà lịch thi đấu của họ hiện tại là rất khó. Họ phải đối đầu với Flashwork và Buriram ngay sau Baza Gaming, nên rõ ràng việc có được một chiến thắng trên Baza Gaming là một điều mà tôi nghĩ rằng team Flash cũng đang hướng tới. Và với phong độ vừa qua đến từ vị trí của cả năm thành viên cộng với sự trở lại của Captain Gấu ở vị trí đường tà thần Caesar, team Flash đang cho thấy một sự nghiêm túc trở lại. Họ đang đánh một cách chỉn chu hơn, gọn gàng, không rườm rà và kết thúc trận đấu một cách rất nhanh chóng. Bỗng nhiên tôi lại thấy là việc mà ngày thi đấu hôm qua không thể tiếp diễn như dự kiến, nó lại là một điểm tốt. Đồng ý, nó lại là một cái tự dưng nó lại đem đến cho team Flash một cái sự, đúng rồi, một giúp cho team Flash củng cố rất nhiều mặt tâm lý, đúng không? Thay vì ngày hôm qua họ phải trải qua một tâm lý áp lực lớn và sau đó phải gặp Baza, thì ngày hôm nay họ được về nhà nghỉ ngơi và gặp Baza, có thêm thời gian chuẩn bị, thì đúng là một trong những sự may mắn tuyệt vời dành cho team Flash khi mà họ có được sự hậu thuẫn đến từ phong thủy. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu thứ hai giữa team Flash và Baza Gaming. Hiện tại thì điểm khu vực của chúng ta vẫn đang là 130 điểm, kém khá nhiều so với hai khu vực còn lại, đó là APL với 225 điểm và 205 điểm từ khu vực GCS. Và hai lượt cấm đầu tiên đến team Flash là cấm đi Fratino và cấm thẳng đi vị trí của Alice, là quân bài mà Bri đã chơi ván thi đấu trước đó. Mặc dù Maki có một màn thể hiện Fratino không được tốt, nhưng team Flash vẫn dành sự tôn trọng cho chàng trai trẻ tuổi này và họ cấm đi Fratino. Và lần này thì kể cả khi Baza Gaming có cấm đi lựa chọn nào đi chăng nữa thì chúng ta sẽ vẫn có Omen cho Gấu ngay ở sự lựa chọn đầu tiên. Một pha outban pick rất khó chịu bên phía của team Flash. Và nếu như bên phía của Baza Gaming buộc phải lựa chọn một là cấm đi không, họ không cấm đi hai cô bài đầu sĩ, tôi định bảo là họ sẽ có thể cấm đi một Richter, trong hai cô bài đầu sĩ đó là Richter và Omen, nhưng không, họ lựa chọn cấm đi Drac. Và qua đó chúng ta sẽ có được sự lựa chọn đầu tiên, có thể Captain Gấu nếu như muốn lấy Omen hay lấy Richter thì đây là sự lựa chọn của chúng ta, và sẽ có Omen mất đi quân bài thuận tay cho Maki. Omen dành cho Gấu chứ không phải là dành cho Maki. Và để xem là Maki sẽ chơi gì ở trong ván thi đấu này. Nếu như tôi là Maki thì tôi sẽ lựa chọn Lữ Bố để đối đầu cùng với Omen. Đó là sự lựa chọn của tôi, còn lại thì sự lựa chọn của Baza còn phải phụ thuộc vào chiến thuật của họ. Bên phía Baza Gaming họ đang không muốn để cho ADC chơi Elandor. Ván thi đấu trước thì họ cấm luôn khi họ ở bên phía đội xanh. Ván thi đấu này lại luôn là lấy luôn khi lạ mà thật. First pick của team Fast không lấy Elandor. Có vẻ như là Baza Gaming đang đánh giá rất cao Elandor ở bên phía team Flash, và họ cũng đang chiều lòng nhiều khán giả hâm mộ Liên Quân Mobile Việt Nam khi không để cho ADC chơi Elandor. Và hai sự lựa chọn đầu tiên đến từ Baza Gaming, Richter. Richter này là một sự lựa chọn khá mở này, nên nhớ rằng chúng ta vẫn chưa thấy được quá nhiều điều ở Tauic. Hoàn toàn Tauic có thể lôi Richter ra ở vị trí hỗ trợ, và qua đó thì bên phía của Baza Gaming vẫn thể ẩn được hai cánh đến cái thời điểm này. Việc này phụ thuộc vào chiến thuật đến từ Baza Gaming mà thôi. Nhưng mà rõ ràng với việc có Elandor thì việc để cho họ đánh xoay quanh Elandor là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng thường thì Baza Gaming sẽ không để cho Eret phải chơi những quân bài không phải là xạ thủ vị trí đường đơn. Và thường khi anh ta chơi những quân bài không phải xạ thủ thì cánh đến từ vị trí của Eret cũng không phải là quá mạnh. Có hai giả thiết có thể xảy ra. Một là Eret sẽ chơi một phong cách thủ, chơi một phong cách thủ ở vị trí đường rồng. Hai là Eret sẽ tiếp tục sử dụng một quân bài xạ thủ về late nữa để carry. Nhưng nếu như lấy hai xạ thủ thì sẽ là hơi khó chơi với chiến thuật dồn tài nguyên để cho Elandor được mạnh sớm từ bên phía của Baza Gaming. Chúng ta tiếp tục lấy đi trước tiên là dành cho Ellie một sự lựa chọn bằng Caffeine đã. Phải đảm bảo được sát thương về late là quan trọng nhất, và tiếp tục Malok sẽ là Malok. Ba sự lựa chọn tiên trên team Flash là tương đối ổn này. Chúng ta đang có những tình huống cấm chọn rất hay trong ngày thi đấu hôm nay. Không, chúng ta bỏ qua Malok và hướng tới Lumbua, một sự lựa chọn cũng rất phù hợp trong giao tranh tổng cũng như là khả năng bảo kê cho xạ thủ chủ lực. Lumbua và Caffeine, một cặp đôi cũng đã xuất hiện rất nhiều rồi. Và vừa rồi hướng tới Malok, theo suy nghĩ của tôi thì có vẻ như là bên phía team Fast cũng nghĩ rằng là Baza Gaming có thể lấy Malok để chơi ở trong ván thi đấu này, nên họ muốn lấy trước. Cuối cùng thì đã thay đổi ở trong những giây cuối cùng. Baza Gaming, Châu Na ư? Tôi nghĩ Senel cũng sẽ là một lựa chọn khả quan dành cho Baza Gaming. Châu Na tới... tôi nghĩ rằng Senel hợp lý hơn. Lấy Châu Na ra ở cái tầm này hơi khó đánh. Senel sẽ phù hợp hơn với meta chuyển sinh hiện tại, cũng như là lối chơi mà Baza Gaming đang theo đuổi. Đó là một lối chơi hỗ trợ tổng lực và xoay quanh xạ thủ chủ lực, đó là Eres. Thì việc có Senel để bảo kê cũng như là với sứ mệnh cứu thế để hỗ trợ kịp thời là một điều tương đối lạc quan. Không, tôi định nói đến vấn đề là team Flash hoàn toàn có thể lấy đi Ibanez, nhưng Lumbua đã nằm trong tay của Bree rồi, nên Baza Gaming sẽ lấy đi Ibanez. Chúng ta có thể chơi Ibanez ở vị trí đường đơn mà. Nếu như đối phương muốn đánh hai xạ thủ thì hoàn toàn, nếu như chúng ta có thể
khắc chế được đội hình hai xạ thủ thì có lẽ để lấy Ibanez như cách mà các đội tuyển khác đã dùng để đối phó với Pháp TV. Nhưng bên phía của Barca thì mình họ lựa chọn luôn vào Ibanez ở vị trí này, và khả năng cao là Ibanez ở vị trí hỗ trợ rồi. Qua đó thì Richter sẽ ở vị trí solo đường, và lượt cấm đầu tiên từ Barca Gaming đó sẽ là Malok, đang có những màn cấm chọn rất cân não đến từ cả hai bên. Bên phía của Barca Gaming cũng rất dè chừng những lượt cấm và những lượt lựa chọn của mình, và sẽ không có Malok cho Sunback trong trận thi đấu này nữa khi mà anh ta đã thể hiện quá xuất sắc ở ván thi đấu trước đó. Sunback thì tôi hoàn toàn yên tâm, anh ta dù có thiên hướng tấn công hay là thiên hướng phép thuật hay thiên hướng bảo kê hay thiên hướng hỗ trợ như thế nào cũng ở đường giữa, thì Sunback vẫn thi đấu một cách rất tròn vai, thi đấu tốt, di chuyển ổn định là những gì mà chúng ta biết đến ở Sunback. Và lượt cấm của chúng ta đối với cả team Flat tiếp tất nhiên rồi, đó là cấm đi chính Eres và vị trí của Lavi, và qua đó thì Eres anh ta còn một sự lựa chọn mà tôi nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể lưu tâm, đó là quân bài Violet, là quân bài mà các đội tuyển, sau khi mà các đội tuyển tìm cách để khiến cho Eres không thể có được Cafeni và Lavi thì thường Eres sẽ tung ra Violet. Nhưng nếu như đánh Violet trong một chiến đội hình này, tôi liệu có là hơi yếu hay không, liệu Barca Gaming có muốn đánh Violet trong một đội hình như thế này hay không thì lại là một câu hỏi khác. Và bên phía của Barca Gaming trước mắt là họ tiếp tục cấm đi Zil và sẽ không có đi hai quân bài đã giúp chúng ta có được chiến thắng trước Barca Gaming ở ván thi đấu thứ nhất. Tôi nghĩ là Eres sẽ chơi Richter trong ván thi đấu này và Maki sẽ lựa chọn cho mình một đấu sĩ khác. Theo anh là đấu sĩ gì? Thiên hướng cá nhân của tôi nghĩ là với Maki thì hoàn toàn có thể là Superman. Tôi không nghĩ là Maki sẽ chơi Rossi đâu. Tôi cũng dựa nghĩ theo là cá tính mà tôi thấy ở anh ta ở vòng bảng APL, anh này là một anh có vẻ như khá thích những vị tướng theo thiên hướng tấn công và khả năng tẩy lẻ cũng như là khả năng tự sinh tự diệt, thì Rossi là một chuyện quân bài. Nói là tự sinh tự diệt thì cũng có khả năng, nhưng có thể chủ động được thì Rossi không phải là một quân bài quá chủ động. Và đúng là anh ta hoàn toàn thể lấy Superman ra và đẩy Richter cho Eres. Nhưng liệu Eres có chơi được Richter hay không thì đó lại là một câu chuyện khác. Bây giờ thì Barca Gaming tôi nghĩ là sẽ hướng về đường giữa trước. Nhưng Maja cũng đã là một lượt cấm đến từ bên phía của team Flash rồi. Đúng, Eres đã từng chơi một ván thi đấu có Maja. Tôi đang muốn nói là Sunback nên chơi Ignis ở trong ván thi đấu này, bởi vì đội bạn đang hướng về một đội hình đánh rất mạnh vào rừng ở trong giai đoạn ban đầu, Rossi. Như vậy thì chúng ta nên lấy Ignis. Nếu như là Rossi thì chúng ta nên lấy Ignis. Rossi cho Maki rồi, Richter này có lẽ là chắc chắn là cho Eres. Cảm quan cá nhân của tôi, Rossi này có lẽ sẽ vẫn ở đường tà thần Seja, một kèo để counter và Omen chúng ta thường thấy. Ibanez ở vị trí hỗ trợ là cái chắc rồi, còn lại là vị trí đi rừng. Vị trí đi rừng đến bên phía của BZ thì Baza thì họ vẫn chưa hở ra. Sẽ có Rat dành cho Sunback và thậm chí là cả Phoenix cho ADC nữa. Chúng ta đánh theo chiến thuật 2 xạ thủ, mặc dù đối phương có Cafeni, đối phương có Ibanez, nhưng chúng ta vẫn muốn đánh theo chiến thuật 2 xạ thủ. Một xạ thủ kiểm soát tốt giai đầu trận đấu với khả năng đi rừng linh hoạt và ganh nhanh chóng, đột biến cao với Phoenix và sát thương vào đoạn cuối trận đấu với Cafeni. Một sát thương rất dồi dào đến phía của team Flash cộng với khả năng bảo kê đến từ Omen và Lumbua là những gì mà chúng ta đang hướng tới trong ván thi đấu này. Rat dành cho Sunback. Như vậy là thay vì lấy luôn Ignis thì Sunback đang lựa chọn một vị tướng Krignak Omen, đánh Krignak Omen và Rat. Tôi đang muốn nói nhiều về vị trí của Rat. Thay vì lấy Ignis thì Sunback chọn trước một vị tướng có thể khiến cho Ignis lo lắng, với việc Rat cũng là một vị tướng có thể áp sát và khiến cho Ignis khó chơi. Liệu Barca Gaming có dám lấy Ignis nữa hay không? Nếu như lấy Ignis thì họ có một đội hình dọn lính tốt ở khu vực đường giữa và có thể kết hợp tốt với Elandor khi bước vào rừng, nhưng cũng sẽ gặp nguy hiểm khi đối đầu với Rat. Có lẽ điều đó đang khiến cho Barca Gaming cân nhắc. Họ hướng về Ignis từ trước rồi, nhưng khi thấy Rat xuất hiện thì cũng đang cần lại có phải nghĩ sự lại. Suy nghĩ lại phải nghĩ lại đến từ vị trí của Barca Gaming. Nghĩ rất lâu vị trí đi rừng chắc chắn trong tay của DCB và Elandor rồi. Hiện tại cũng chỉ còn sự lựa chọn cuối cùng tại đường giữa thôi, dành cho QQ. Pain. Như vậy là Pain. Wow. Quân bài mà chính Barca Gaming đã cấm đi vào trong cuộc đối đầu với Pháp TV. Một quân bài mà chúng ta chơi một cách vô cùng thuần thục. Và lần này thì Barca Gaming sử dụng Pain khu vực đường giữa. Đây cũng là một quân bài khả năng áp sát rất tốt. Họ có Ibanez, một quân bài chống chịu cũng khá mạnh, nên việc lấy đi Pain để giúp cho họ có thể băng cắt và áp sát vào những chủ lực của chúng ta là một điều không quá bất ngờ. Khi mà không có Malok thì Ibanez hoàn toàn có thể dễ dàng thay thế vào vị trí đó. Nên việc lấy đi Pain thì Pain sẽ vẫn có được độ an toàn của mình và hoàn toàn có thể băng vào có tình huống đổi mạng.
hay sát ám sát bất ngờ. Đội hình của bên phía Baza Gaming trong giai đoạn về sau là thiếu sát thương lắm. Nếu mà chúng ta có từ 4 đến 5 huân chương choi thì coi như là sát thương đến từ bên phía của Baza Gaming ở trong giai đoạn sau là vô nghĩa luôn. Đồng ý, tại vì Eladon có một phần sát thương phép, Roxy cũng có sát thương phép, Pain có sát thương phép. Và khi mà chúng ta, đúng là chúng ta lên được nhiều trang bị kháng phép, và thậm chí là sát thương phép đến từ đường giữa và đường trên lại còn bị trùng nữa, thì lượng sát thương đến từ bên phía của Baza Gaming là không quá đa dạng. Cần phải vượt qua giai đoạn đầu, cần phải vượt qua giai đoạn đầu. Khi nói gì thì nói, ở trong giai đoạn đầu đội bạn cũng có một đội hình rất mạnh. Và hy vọng là những sự cổ động này đấy từ những khán giả của Liquid Mobile Việt Nam sẽ tiếp thêm sức mạnh dành cho Team Flash để có thể có được 3 điểm trọn vẹn. Qua đó thì xây dựng một vị trí vững chắc ở trong top 4 để có thể đi tiếp và thể hiện sức mạnh của mình ở trong những loạt trận BO7 sắp tới. Đồng ý. Team Flash ngày hôm nay họ đang thi đấu ở ván thi đầu tiên là một phong thái thi đấu rất chín chắn, rất gọn. Mọi thứ kết thúc một cách cũng nhanh chóng và không cho đối phương bất cứ một cơ hội nào cả. Ván thi đấu này là một ván thi đấu mà một lần nữa chúng ta sẽ thấy được kèo đối đầu giữa Gấu và Maki. Khi mà đối với Maki thì Gấu là thần tượng của anh ta, là nguồn cảm hứng của anh ta, nhưng cuối cùng thì cũng là khắc tinh của anh ta. Tính đến thời điểm này thì hiện tại đang có một mình Gấu là có thể trấn thủ được vị trí của Maki ở khu vực đường tà thần mà thôi. Và tỷ lệ thắng mà khán giả bình chọn cho Team Flat đã tăng lên rất nhiều so với ván thi đấu thứ nhất. 75% cho Team Flat, chỉ 25% cho Baza Gaming mà thôi. Xuân Bách đã dọn lính sau so với QQ, và ngay lập tức thì Ivernet của TauX đang hướng vào trong rừng để có thể kiểm soát được hướng đi rừng của bên phía ADC, nhưng bị Xuân Bách phát hiện rồi. Ôi, nhưng cú đấm của Xuân Bách nó lại đi về một hướng không vào vị trí mà ADC có thể tiếp thêm đam. Giá như đó là một cú nội tại đẩy ngược được TauX về hướng của ADC. Không hạ được khi mà ADC cũng mới cấp 3 mà thôi. Quan trọng là có một vòng rừng đầu thật ổn định và thật nhanh. Wow, sát thương là khá nhiều. Ui, để nhớ rằng cấp độ đầu tiên Pain rất mạnh nhá. Ui, anh Xuân Bách phải giảm xuống. Nhưng cấp độ đầu tiên Pain rất mạnh. Ở cấp độ 1 và cấp độ 2 là cấp độ mà Pain có thể solo tay đôi với đối phương cực kỳ mạnh và hiệu quả. Có thể mất cả bùa xanh. Chúng ta quá chủ quan. Bùa xanh. Chúng ta hơi chủ quan tình huống dã trầu trước đầu tiên của đường giữa. Có bùa xanh có thể mất đi kiên nhẫn của mình. Nhưng liệu ADC có thể đủ sức để có thể làm được không? QQ đã lấy cái mạng bởi QQ với cái bộc phá của mình. DCB sẽ cướp đi con bùa xanh của ADC. Chúng ta không thể làm gì được ADCB, DCB có thể lui về được. Ui, lại cố gắng lên. Trao bùa xanh vào tay của Maki, Gấu cũng hạ gục được QQ ở khu vực phía dưới. Nhưng hạ gục được, chúng ta có đòi lại được con bùa xanh này không? Đòi lại được, Eli là người có điểm hạ gục, TauX cũng mất tốc biến rồi. Chỉ rất đau vì chữ Eli. Tưởng rằng là những tình huống đặt ba tanh lửa từ vị trí của Roxy sẽ khiến cho chúng ta khó để áp sát anh ta hơn. Nhưng thật may mắn chúng ta vẫn có thể lấy được cái mạng. Quy băng vào sát thương là quá nhiều. DCB hạ cũng được Pro E. Xuân Bách bị kẹt ở đây. Eret tới. Eret hỗ trợ cho Baza Gaming khá kịp thời và đáp một kill dành cho DCB. Liên tiếp là những sai lầm. Trời ơi, đòi lại được bùa xanh tôi nghĩ là đủ rồi. Là sang phần rừng bùa đỏ của họ khi mà đối phương cũng có chuyển sinh. Ôi, khỏe quá. Thì lại khiến cho chúng ta nhận nhiều thua thiệt hơn. Nhưng cấp độ đầu tiên, Quy Quy rất mạnh. Anh ta có đủ áp sát và đường sát thương anh ta gây ra là quá khủng khiếp. ADC đang rất thọt ở tình cảnh này. Anh ta chỉ có 800 tiền mà thôi. 800 tiền thì đánh làm sao được khi mà DCB bây giờ là 301 rồi. 1700 tiền là những gì mà DCB đang có. Quá nhiều lợi thế cho phía của Baza Gaming. Chúng ta đã quá chủ quan trước một lại bên. Lại sang bùa đỏ thì không giữ được, không thể giữ được. Đối thủ là 4 người. ADC đánh có là thua. Đánh chắc chắn là thua. Phải lùi thôi. Học rồi. Gấu giữ được bùa đỏ, một động thái rất tốt đến từ người đội trưởng của bên phía của Team Flash. Rồi, muốn giữ chân vẫn sẽ khiến cho ADC thêm thọt. Không sao, quan trọng là chúng ta không dồn con bùa đỏ tiếp vào chân của đối phương đã là một điều thành công rồi. Và động thái đó đến từ Gấu là một động thái mà chúng ta rơi vào tình thế mà thôi. Và Gấu buộc phải là người ra để giữ được con bùa đỏ đó. Một cái bối cảnh mà ADC đang gặp một tuổi thơ vô cùng cơ cực ở những cấp độ đầu tiên. Con rồng đến cho bên phía của Baza Gaming. Không sao, chúng ta nếu như không để thế trận trôi qua quá nhanh thì hoàn toàn có thể đánh sòng phẳng đối phương ở giai đoạn bên sau. Tôi nghĩ là rất sao khi mà bây giờ TauX một mình cũng dám băng vào bùa xanh để gây ra sự khó chịu với ADC như thế này. ADC giữ được bùa xanh, giữ được, nhưng mất quá nhiều thời gian và mất cả thời gian của những người đồng đội nữa. Trong khoảng thời gian ấy thì DCB đã tích lũy được một lượng tiền gấp đôi ADC rồi, và đến giai đoạn thêm một vài phút nữa thì là khó đỡ đấy. Ellie vẫn có một lượng tiền có thể nói là tạm chơi được tại thời điểm này với Caffeine, khi anh ta đã phải chịu khó lăn xả vào khu vực rừng của ADC để bảo vệ cho đồng đội của mình khá nhiều, nên anh ta cũng không có được một lượng kinh tế tốt tại thời điểm này. Những tình huống di chuyển sai lầm của chúng ta ra đầu trận đấu, chúng ta đã quá thiếu cảnh giác trước một bên rất mạnh trong tay của QQ.
Và để rồi chúng ta nghiễm nhiên mất đi điểm trị công đầu, và để rồi đối phương băng vào khu vực bùa xanh và khiến cho ADC lâm nguy. Tình huống di chuyển đầu tiên là rất khó chịu đến với phía của đội bạn. Khoảng cách lựa tiền hiện tại cũng đang là 2200 tiền đấu. Tốt, bắt được vị trí của DCB với tốc biến sát vực. Hay. DCB, nhưng DCB vẫn đang còn. Eret kia sấy ra, Eret băng vào quá sâu nhưng vẫn rút ra được. Eret quá khỏe, anh ta rất tự tin. Và vẫn đi vẫn có bùa đỏ. Đối phương có một tình huống ép đánh đúng chúng ta ở khu vực đường giữa. Chúng ta mất đi quá nhiều kỹ năng và sau đó lợi dụng tình thế đối phương lại tiếp tục tấn công cùng bùa đỏ của chúng ta. Bucky đánh một cách rất tự tin, thậm chí còn dùng cả keo lửa để kéo lính về dọn cho nó nhanh. Mất đi chủ động rất dễ dàng đến bên phía của team Flash. Dấu đã làm rất tốt về mặt kỹ năng trong tình huống bắt được DCB với tốc biến và sát vực. Nhưng chúng ta quá thiếu sức mạnh để giao tranh ở trong giai đoạn đầu này. Độ tuổi trung bình của team Flash là 22. Độ tuổi trung bình của Baza Gaming thì chỉ là 17,5 mà thôi. 17,5. Rất trẻ những anh trai làng. Nếu mà xét về tuổi mà ở Việt Nam mà chưa được đánh đấu trường danh vọng không? Nào, sát thương tốt vị trí của Gấu. Bắt được Eret nhưng vẫn đang là thiếu sát thương. Trong khi đó thì phần còn lại của Baza Gaming đang cố gắng lùi. Và DCB có thêm điểm hạ gục của Gấu, mất thêm một con bùa xanh. ADC đang không được chơi game trong ván thi đấu này. Xuân Bách mất quả cầu băng xương và cũng hết đường về rồi. Ellie lấy được một điểm hạ gục, nhưng đó cũng chỉ là những điểm hạ gục hiếm hoi mà chúng ta có được mà thôi. Quá khó trận thi đấu này. Mất thêm trụ nữa. Chúng ta đang để cho đối phương lăn cầu tuyết khá mạnh. Dù chất tướng của đối phương đúng là có thể mạnh ra đầu trận đấu đấy, nhưng rõ ràng là với một vài những sai lầm cơ bản mà thôi. DCB có 5 mạng, 4.500 tiền. ADC chỉ có 1.900 tiền mà thôi. ADC cấp 6, thua 4 cấp. Và bây giờ ADC còn thua tiền so với Tao X, đánh làm sao được đây? Bây giờ người cấp độ cao nhất bên phía của team Flash lại đang là Ellie, cấp độ 8. Có đánh 5 quá. Cấp rồi. Thua đến 5 cấp rồi. Và bây giờ đối phương có cả giờ ra bùa xanh và bùa đỏ của bên phía ADC. ADC mà farm ở lane thì những người đồng đội còn lại thọt. Mà ADC không farm ở lane thì không được chơi. Khó quá. Tình cảnh này éo le rồi. Quá éo le rồi. Đã bị thua thiệt quá nhiều. Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi và đẳng cấp nếu team Flash có thể giữ được thế trận này thôi. Với đẳng cấp của đội tuyển đã quá quen với những tình cảnh như thế này thì hy vọng rằng là họ có thể giữ được thế trận trước một Baza Gaming hiện tại đang quá khỏe. Hiện tại thì người chơi nổi bật nhất bên phía của Baza Gaming vẫn là DCB mà thôi. 5-0-1. Quá nhiều lợi thế, quá nhiều sức mạnh. Đây là vào thế, đây thật sự là vào thế rồi. Và vào thế thì chúng ta phải vào việc thôi. Tao ít tấn công, chúng ta bị băng trụ bởi đó các thành viên của Baza Gaming. Đối phương quá mạnh, chỉ một lần băng trụ mà thôi. Đủ cả 5 thành viên mất đi trụ đầu đứng giữa. Và lại một lần nữa là kéo các bùa xanh đi từ vị trí của Bucky. ADC bị khó thở quá. Gấu lên cái trụ đầu tiên. Gấu rất cơ hội lấy được cái trụ đầu tiên. Sẽ bị bắt, chắc chắn là bị bắt rồi. Gấu nằm lại rồi. Nhưng mà những hy sinh của anh ta là xứng đáng. Chúng ta lấy được cái trụ này. Gấu có thể câu thêm thời gian. Nhưng cũng không phải là quá lâu. 3 thành viên còn lại của bên phía team Flash đẩy khu vực đường dưới. Chúng ta vẫn đang rất bình tĩnh. Các thành viên team Flash, tôi thấy họ vẫn đang rất bình tĩnh. Chưa nào đúng quá nhiều đâu. Nhưng về mặt thế trận thì bây giờ là rất khó khi đúng phút thứ 7. Con ta thật sự ra mới ra được khoảng 20 giây thôi thì nó đã phải nằm lại dưới sự sát thương đến từ DCB rồi. Ellie đang đẩy một cánh rất cao. Chúng ta đang cố gắng đẩy những tên lính ở cánh lên thật cao để không bị ép cùng một lúc quá nhiều đường. Có thể là khi mà đối thủ thả ra con rồng tiên phong này thì sẽ có đường lính siêu cấp dành cho họ. Thậm chí là họ còn chưa thèm thả rồng đã bắt đầu tấn công rồi. Khi mà Tao X bật lên hạt giống sinh mệnh, Gấu tiến ra, Gấu bấm quả cầu băng xương. Xuân Bách cố gắng đấm, cố gắng đá. Vẫn còn một con xe, Ellie hạ gục Eret. Một tình huống phòng ngự rất tốt đến từ bên phía của team Flash. Ellie rất tốt. Ellie, các thành viên của team Flash đã kiên cường bảo vệ trong bối cảnh mà Ellie là người được cử lên khu vực đường trên. Cố gắng dọn, chúng ta đang chiến. Đến lượt Baza sai lầm rồi. Đến lượt Baza sai lầm khi quá chủ quan không thả rồng trong tình huống vừa rồi. Đối phương đang kéo quân về để có thể bắt được vị trí của Ellie. Ellie đang chuẩn bị lấy được cái đường siêu cấp đầu tiên. Ellie đang cố gắng làm, chúng ta cần phải câu thêm thời giờ để Ellie làm được điều đó. Anh ta sắp làm được rồi. Anh ta làm được rồi. Được rồi. Được rồi. Bắn thì không lại, không sao. Thời điểm này bắn không lại DCB. Nhưng không một đường lính siêu cấp là quá tuyệt vời. Quá lãi rồi, cái nằm xuống Ellie là một cái nằm xuống cực kỳ xứng đáng. Và chúng ta đã khiến cho thế trận có thể quay trở lại với cả team Flash. Một tiếng phòng ngự tốt ở khu vực đường trên đến team Flash. Và sau đó thì Ellie đã làm được quá nhiều thứ, chúng ta lấy được thế trận. Mặc dù thua tiền nhưng tạm thời là chúng ta đã lãi hơn đối phương ở một đường siêu cấp. Và con bùa tà thần xê ra, con dấu tiên phong đang lên. Tôi nghĩ rằng có thể phòng thủ được ở con tà thần xê ra này sau khi mà Ellie đã làm được quá nhiều thứ ở khu vực đường rộng. Đúng là phải là team Flash thì mới có được những pha thi đấu như vậy.
Nhưng cũng phải nói rằng là Baza Gaming cũng đã có một động thái sai lầm trong tình huống ép trụ ở chủ quan trên vừa rồi. Họ chủ quan, họ và cái giá phải trả của họ cũng là tương đối đắt. Cố gắng lên, hãy cố gắng lên để có thể câu thật nhiều thời gian dành cho Team Flash ở trong ván thi đấu này. Cũng đúng là chỉ có Team Flash thì chúng ta mới có thể hy vọng một thế trận lăng cầu tuyết mạnh đến như thế này mà thôi. Nên... và họ vẫn đang làm được, họ vẫn đang giữ thế trận, họ vẫn đang khiến cho thế đẩy của Baza Gaming bị kìm hãm đi đôi chút. Bây giờ thì dòng tiên phong đẩy lên không cùng lính này. Rõ ràng là Baza Gaming vẫn thiếu kinh nghiệm ở trong một vài khâu. Nhưng mà đang đến từ vị trí của ADC là yếu quá. Chúng ta đang phải thi đấu như đốt, kiểu dạng là thiếu đi một người chơi trong đội hình của Team Flash vậy. Cần phải nuôi thêm cho ADC. ADC đang bị thiệt thòi quá nhiều trong ván thi đấu này. Và mỗi nếu như chúng ta giao tranh tổng trực diện đối phương, chắc chắn chúng ta sẽ mất đi một người sát thương. Coi chừng Maki đang bắt đầu ép góc để cho DCB lấy trụ, không thể phòng ngự được. Bởi vì đứng ở đó thì ngay lập tức sẽ phải nhận keo lửa. Trong khi đó Tao X và QQ tạo áp lực ở khu vực đường giữa này. Tao X thấp máu rồi, bật lên hạt giống sinh mệnh. Nhưng chúng ta hạ gục Tao X thêm một lần nữa. Tao X không khỏe đến như vậy. DCB phải lùi về thôi. Team Flash đang phòng ngự một cách hết sức tuyệt vời. Ok, tầm này là ok. Là chúng ta lấy được nhiều trụ đối phương, chúng ta lấy được một đường siêu cấp. Và sau đó là đối phương cũng chỉ có được hai trụ ở bên ngoài rìa hai cánh mà thôi. Vẫn có thể kiên cường ở phòng ngự và chưa mất được đường siêu cấp nào cả. Ở một thế trận mà đối phương có quá nhiều lợi thế như thế thì những gì mà Team Flash làm được là rất đáng khen ngợi tại thời điểm này. Bây giờ là ADC cùng với Eli là chia nhau ăn chung. Eli vẫn sẽ là người được nuôi, còn ADC thì ăn cho đỡ đói. Tại vì từ đầu đến giờ khổ quá. Khổ thực sự ấy, cơ cực thực sự. Maki diệt hồn chi, diệt hồn chi băng thẳng vào vị trí. Hay. Nhưng Xuân Bách đã ngay lập tức hạ gục đi QQ rồi. Eli cũng thấp máu, Eli vừa lên thành đến từ Eli. ADC cũng đang thấp máu nhưng chạy được đến từ vị trí của Eres. Lần này thì DCB bắt đầu bắn được rồi và đã trở thành huyền thoại, tiếp tục dí theo và bắn vào vị trí của Gấu. Tốc biến là không ăn thua. Sẵn tiện và có thêm sự hỗ trợ đến từ Bori, rất hay từ Bori. Giữ cho Gấu được quay trở về hồi phục một cách thành thơi. Và đúng là QQ đã quá thản nhiên băng thẳng vào đội hình của chúng ta. Xuân Bách đã có một tình huống rồi, sát thương kịp thời để khiến QQ biến mất khỏi bản đồ. Và chúng ta đang có một dàn chắn rất tốt để Eli được chơi. Vẫn có thể đánh được thời điểm này đến Team Flash. Hiện tại thì Eli đang bắt đầu xanh dần lên. Bắt đầu đánh tốt rồi. Khi mà bây giờ lượng tiền giãn cách chỉ còn lại là 3.000, 4.000. Và thời điểm này cũng là thời điểm sau phút thứ 10 rồi. Chưa mất đi đường lính siêu cấp nào. Dù cho đối thủ có được con tà thần xây ra tiếp theo này hay không, và họ có được một đường lính siêu cấp thì Maki đó cũng nào? Không phải là vấn đề đối với Team Flash. Gấu tiếp tục là người bị bắt. Và tình huống bị bắt này thì cũng tương đối nguy hiểm đây. Cần cẩn thận nha. Cần cẩn thận Xuân Bách này. Maki bị tìm thấy bởi Pui rồi. Eli đang bắn, Xuân Bách đâm. Ui vẫn thiếu sát thương. Tiếc quá. Chúng ta phải lùi về thôi, hết chiêu rồi, không đánh được nữa. Team Flash cố tình đi lên sang cái bên phía phải. Họ biết rằng Baza Gaming có mặt từ khu vực đứng trái. Và đây tình huống phản giao tranh bên phía của Team Flash. Mục tiêu bị lựa chọn đó là Tao X bắt đi tốc biến. Tao X phải lùi mà thôi. Và đối phương không dám đánh mà dù đối phương nhiều người hơn. Và đó tình huống biến về có thể nói là cực kỳ thoát tin vì trường Maki khi mà anh ta bị tìm thấy và các thành viên của Team Flash. ADC bắt đầu bớt đói rồi, bớt suy dinh dưỡng rồi. 6.500 tiền rồi vẫn có thể cần nuôi thêm, nhưng tại thời là anh ta đang dần dần đủ chất, có được con rồng này bên phía của Team Flash. Và Eli đang là niềm hy vọng của Team Flash. Và Eli đã làm quá tốt ở trong ván thi đấu này, không thể làm được gì tốt hơn trong một thế như vậy nữa. Đồng ý, Eli đã vào việc rồi, anh ta vào việc một lượng tiền khủng khiếp băng vào. Rất hay. Wow, hay. Và mục tiêu tiếp theo đó là Tao X không, đối phương băng vào một dịch quỷ của mình rất dũng mãnh từ vị trí của Eren. Eli bấm băng xương rồi, DCB vẫn đang được bắn, hãy coi chừng DCB. Eli ngay lập tức phải bấm chuyển sinh thôi, đã một kill thuộc về DCB. Và có lẽ là sẽ mất tà thần xảy ra khi mà Gấu không có chuyển sinh. Bây giờ sát thương từ ADC có thể đủ để sốc tan được DCB này. Anh ta là lựa chọn mục tiêu đó là Eren mất rất nhiều máu, đối phương không có nhiều máu để ăn tà thần xảy ra. QQ đã ra rồi. Xuân Bách đấm Tao X giờ này không khỏe đến như vậy nữa đâu. ADC có lui về được không? Maki có cho mình một mực lượng hồi máu nhưng nó là không đủ. ADC, Eli đã làm được hết. ADC bắt đầu mạnh lên. Thay vì tập trung vào dồn sát thương đối phương khi mà anh ta yếu, thì ADC lại dồn sát thương theo kiểu trả góp, cũng nghĩa là anh ta cứ vồ vào nhả một chút ấu trùng quỷ rồi lại rút ra và chờ cho Xuân Bách, chờ cho Eli từ tuyến sau để dồn thêm sát thương. Một đối đánh rất khôn ngoan từ ADC khi mà anh ta yếu, nhưng ta vẫn có thể đủ sức để đóng góp sát thương vào đội hình của bên phía Team Flash. Và cũng phải nói là thật may cho Team Flash là bỗng dưng Baza Gaming chơi rất rời rạc ở trong nhiều pha giao tranh khác nhau. Đây là điều mà tôi đã thấy khá nhiều trong những trận đến từ Baza Gaming rồi. Nếu như mọi thứ không đi theo đúng những gì mà họ đã được đào tạo thì họ sẽ rơi một cái thế hơi lúng túng.
Và đây là cái thế mà Team Flash đã tạo ra. Team Flash đang vẽ một kịch bản khác so với những gì mà Baza được viết. Chúng ta chặn đầu QQ, chúng ta chặn đầu QQ, mất đi diệt hồn truy đến từ QQ, nhưng chúng ta sẽ khép bắt được vị trí của Eret. Bắt lẻ được Eret rồi, bắt lẻ được Eret rồi. Bắt được, chắc chắn là bắt được rồi. Nằm không rồi. Có lý do gì để có thể chạy được ở trong tình huống này cả. Xong phim từ vị trí của Eret. Bốn thành viên của Baza làm gì đây? Họ đang đẩy thẳng vào đường giữa. Họ đang đẩy thẳng vào đường giữa. Họ sẽ có được một trụ cơ hội đấy. Và họ cũng sẽ khiến chúng ta phải lùi về để đảm bảo rằng con thằng Seiza này không bị mất đi. Nhưng đã đến thời điểm này thì Baza Gaming yếu thế rồi. Họ yếu thế rồi. DCB đã phun đồ và không còn có thể lớn thêm được nữa. Trong khi đó thì ADC và Eli vẫn đang tiếp tục lớn lên. Thường thì những đứa trẻ dậy thì sau sẽ lớn vọt hơn so với những đứa lớn sớm. Và đây là một thế trận như vậy. ADC đang lớn lên từng ngày. Con ta thường diễn ra dành cho Team Flash. Và bên phía Team Flash bây giờ giao tranh sòng phẳng. Giao tranh sòng phẳng là chuyện bình thường. Thời điểm này Tao X bị kéo lại. Tao X bị giữ chân. Chúng ta tấn công vị trí của Tao X. Ôi, DCB bắn mãi chưa thấy đam vào người của Gấu và Proe. Và DCB đã mất đi cho mình giáp hộ mệnh rồi. Được DCB rồi. Đang bị trói trong sát vực, bị đấm bởi Xuân Bách. Ui, nhưng cú đấm này của Xuân Bách là hơi bóp khi đã đẩy DCB ra quá xa. Không sao, chúng ta giữ được cả Xuân Bách có thể rút ra được và chúng ta có được cho mình thêm một trụ nữa. Đây là thế ép ngược trở lại đến từ Team Flash trong thi đấu này, mặc dù họ bị thua thiệt quá nhiều. Nhưng bây giờ chúng ta mới là những người đang nắm được quyền chủ động, đã phải lên tank Varian đến từ DCB khi sát thương của anh ta bây giờ đã là yếu rồi. Có lấy được sức cấp nữa không? Lấy được sức cấp nữa không? Khó đấy, khó đấy, không có lính. Nhưng ADC cũng đang rất khó chịu ở cánh trên. Maki kéo được một người, đó là Proe. Không sao, kéo được Proe mà. Kéo Proe thì không ăn thua. DCB giờ bắn yếu lắm rồi, mặc dù là full đồ. Ô, chúng ta khép góc đối phương này. Tao biết không còn chữ cuối này. Proe đang tới này. Đã có sát vực rồi, đánh thẳng vào vị trí của Tao X. Tiếp tục là đánh vào trợ thủ đến từ các đội tuyển của ALG. Và nó vẫn đang cực kỳ hiệu quả. Eli vẫn còn quyền năng hắc ám ở trên người. Và có thể sẽ là nhiều hơn cả một đường lính siêu cấp. Phá nhà luôn. Có làm được không? Có làm được không đây? Có tên lính đang tới, Team Flash đang tràn trề hy vọng. Vào rồi, Team Flash muốn vào, Team Flash muốn vào. Eret băng ra, DCB bắn từ bên hông. ADC thấp máu được nhưng trời lở đất là đẹp. Ba đường siêu cấp hai là chưa bình thường. DCB bị gục rồi. Ba đường rất đau đến từ Eli. Phá nhà luôn. Phá nhà luôn. Phá nhà luôn nào. Gấu giữ chân được, đó là Maki. Gấu lùa Maki. Chúng ta tràn vào nhà. Gấu thấp máu. DCB cũng đã quay ngược trở lại với chuyển sinh và Gấu cũng đã phải lên bảng rồi. Nhưng chúng ta vẫn đang có 4 người, đối thủ chỉ là 3 và quan trọng là Eli lúc này chấp hết. Bắn rất đau đến từ vị trí của Eli. Sẽ bách lao vào đấm. Có đánh nhà không? Đánh được. Eret vào rồi. Eret vào quyền sinh nốt mạng cuối. Eret có quyền năng ám. Chúng ta hạ gục được nốt cả Eret. Và nó sẽ chiến thắng 2-0 tới Team Flash trong kèo thi đấu này. Đối phương vô vọng rồi. Đối phương không còn hy vọng nào nữa. 2-0 tới Team Flash. Mặc dù họ đã phải gặp một thế trận có thể nói là quá khó khăn. Nhưng cuối cùng thì với bản lĩnh, với kinh nghiệm của mình, Team Flash vẫn là nhà, vẫn là đội tuyển chiến thắng trong kèo thi đấu này. Và chúng ta đã có được 3 điểm. 3 điểm rất quý giá trước đội tuyển hiện tại đang bất bại tại lượt về, đó là Baza Gaming. Chúng ta đã chấm dứt được những tài năng trẻ này. Và qua đó Team Flash có được 3 điểm có thể nói là cực kỳ quan trọng. Một trận đấu mà tôi nghĩ là hoàn hảo dành cho các fan hâm mộ của Team Flash. Ở trong ván thi đấu đầu tiên thì họ được tận hưởng cảm giác sức mạnh của một nhà vô địch. Ở trong ván thi đấu thứ hai thì họ đã đi hết từ cảm xúc này cho đến cảm xúc khác. Từ sự thất vọng với những sai lầm ở trong giai đoạn đầu cho đến phấn khích với những tình huống phòng ngự và những tình huống phản công mẫu mực mà có lẽ là chỉ có Team Flash mới làm được. Và cuối cùng là vỡ hòa với 3 điểm có được trong một thế mà tưởng chừng như là Baza Gaming đã rất vào thế rồi. Nhưng với sự xuất sắc đến từ Eli, với sự xuất sắc đến từ tập thể Team Flash thì chúng ta có được một ván thi đấu lật kèo, tiếp tục là lật kèo và tiếp tục là Team Flash lật kèo. Một khi Baza vào thế thì chắc chắn Eli phải vào việc. Và Eli đã vào việc thì mọi thứ là xong xuôi. MVP trận đấu này cũng chính là Eli. Và đây là một trong những câu trả lời rất rõ ràng của Team Flash với người hâm mộ về sự về phong độ gần đây của đội tuyển Team Flash. Họ đã ngay lập tức quay trở lại trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Một sự chững chạc, dứt điểm đối phương nhanh gọn ván đầu tiên. Một sự hủy diệt ván thứ hai là kinh nghiệm và bản lĩnh. Họ có được chiến thắng. Người chúng ta đã có một trận đấu có thể nói là rất khó khăn, nhưng cuối cùng thì Elandor vẫn là một cái rớp. Elandor vẫn chỉ mạnh ở đầu trận đấu, nhưng đến cuối trận đấu thì Elandor chả là ai cả. Và chúng ta đã có được một chiến thắng có thể nói là rất quan trọng trước Baza Gaming. Và với hình ảnh này, với hình ảnh trong ngày hôm nay của Baza Gaming thì có lẽ là phần nào đó chú ngựa ô này cũng đang bị giải mã đi. Cũng đang bị giải mã đi khi mà Maki không có được những chất tướng tấn công quá thuận tay. Và khi mà Maki cũng gặp phải một người trưởng thành như Gấu, rõ ràng là
người lấy vợ thì nó cũng vẫn phải là hơn so với người chưa dậy thì. Đồng ý. Và cái thứ hai ấy là dù gì thì Gấu cũng là thần tượng của Maki. Và đánh như thế thì Maki mới xứng đáng để thần tượng đúng không? Đúng, đánh là như thế vậy. Thì Maki bây giờ về lại phải thần tượng sâu hơn, và nếu như trận này Maki thắng thì đôi khi anh ta còn mất đi sự thần tượng cơ. Nhưng mà ngày hôm nay thì Maki thua, và rõ ràng là Maki cũng đã không còn được tung, được gọi là thể hiện bản lĩnh quá nhiều, thậm chí là được thể hiện kỹ năng trong cái thi đấu này, khi mà Gấu đã hoàn toàn gọi là kìm hãm được anh chàng này, kìm hãm được cả hai ván thi đấu. Và rõ ràng phải có lý do thì Maki mới chọn Gấu là thần tượng. Và ngày hôm nay thì rõ ràng là các với Gấu thi đấu của Baza Gaming thì chúng ta cũng sẽ bớt lo lắng hơn về một đại diện đã thể hiện rất tốt ở trong giai đoạn vòng bảng. Nhưng có lẽ đến với những kèo đấu BO7 cấm chọn quốc tế, những kèo đấu dài hơi, những kèo đấu mà đòi hỏi bản lĩnh lớn thì tuổi trẻ mà có bản lĩnh lớn thì có lẽ là cũng hơi ít. Và Baza Gaming mặc dù là họ cũng có sự lì lợm đấy nhưng vẫn còn thiếu, vẫn đồng còn thiếu nhiều đấy. Nếu như so với những huyền thoại của Liên Quân Mobile. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với những pha highlight trước khi tới với trận thi đấu tiếp theo trong ngày hôm nay. Mang theo phù hiệu chuyển sinh. Xin chào tất cả các bạn khán giả, chào mừng các bạn đang quay trở lại với phần phỏng vấn. Vậy là chỉ còn 2 ngày thi đấu nữa thôi thì vòng bảng của ABL 2020 sẽ kết thúc. Và ngày hôm nay thì Team Flash đã có một màn đụng độ quan trọng với Baza Gaming và họ đã giành được chiến thắng tuyệt đối là 2-0. Và đấy chắc hẳn là phong độ cũng như là chiến thắng mà rất tất cả chúng ta đều mong chờ tại thời điểm này đúng không ạ? Và hãy cùng lắng nghe chia sẻ của anh Gấu nhé. Xin chào anh Gấu, anh cảm thấy như thế nào sau trận đối đầu với Baza Gaming vừa rồi? Mình thấy mặc dù là team mình có cửa là khả năng nếu mà thua trận này thì sẽ bị loại khỏi vòng
bảng, nhưng mà mình thấy thắng cũng là điều đương nhiên, bởi vì là bọn mình cũng là đương kim vô địch và cũng là đội tuyển có kỹ năng kinh nghiệm lâu năm nay mà. Không biết rồi. Vâng ạ, chắc là anh Gấu thì cũng đang rất là vui mừng bởi vì Bảo Hằng thấy là anh đang cười rất là tươi, bởi vì đây cũng là một trận thi đấu quan trọng và Baza Gaming thì cũng không phải là một đội tuyển yếu đúng hay không? Baza Gaming tuy là có những có những con người còn ít tuổi, nhưng mà về kỹ năng này, về đồng đội thì mình thấy team này nếu mà được mài giũa thì có thể sẽ rất là mạnh ở những thời điểm sau này. Vâng ạ, đây là một đội tuyển rất là trẻ và trong đó thì có Maki là một người chơi chỉ mới 15 tuổi thôi đúng không? Và Maki trong một màn phỏng vấn thì có nói rằng là anh Gấu là người đã truyền cảm hứng cho bạn ấy rất là nhiều. Thế anh nghĩ như thế nào về điều này ạ? Ra thì lúc đọc thì cũng thích. Bởi vì là đấy cũng từ trước giờ mình đi top thì cũng kiểu cũng không được kiểu mọi người công nhận mấy ấy. Nhưng mà cũng cảm ơn Mati, bởi vì là sau bao nhiêu năm rời cố gắng thì cũng có những tuyển thủ khác, những người giỏi và hiểu game cũng tôn trọng mình thì cũng rất là vui. Vâng. Cảm ơn cháu nhá. Chắc là anh Gấu thì đang khiêm tốn thế thôi, bởi vì Bảo Hằng nghĩ rằng là anh Gấu không chỉ là truyền cảm hứng cho Maki và các tuyển thủ khác mà còn rất nhiều các bạn khán giả nữa đấy. Và không những như vậy thì trong team Flash thì anh Gấu còn là người luôn lên dây cót tinh thần cho tất cả các tuyển thủ cũng như là các đồng đội trong team Flash đúng hay không? Thì thực ra cái về mặt tinh thần thì mình chỉ củng cố cho bọn nhỏ một tí thôi, nhưng mà chủ yếu vẫn là bản thân chúng nó tự nhận ra là mình cần phải cố gắng thì sẽ thắng. Vâng ạ, đúng là gừng càng già thì càng cay đúng không nào? Vậy thì anh đánh giá như thế nào về lối chơi cũng như là phong cách cũng như là kỹ năng của người chơi Maki? Nếu mà Maki mà được mài giũa và đánh thêm khoảng độ nửa năm nữa thì mình nghĩ là có thể còn đánh hay hơn cả mình. Vậy ạ. Vâng ạ, đây là một người chơi trẻ tuổi và cũng rất là nhiều người đã gọi bạn này là thần đồng. Vâng, và khi hỏi anh Gấu thì chắc hẳn là sẽ hỏi anh về suy nghĩ cũng như là đánh giá của anh về các đội tuyển khác sẽ nhiều hơn. Thì trong top 4 thì sẽ có 3 đội tuyển, đó chính là Buriram United, Flash Wolf và Baza Gaming. Thì theo anh, đội tuyển nào gây khó chịu nhất cho team Flash? Câu này thì vẫn như cũ thôi, mình vẫn thấy Buriram khá mạnh ở các giải đấu. Buriram thì vẫn luôn là đối thủ hàng đầu của team Flash đúng không ạ? Và chắc hẳn là không chỉ là 3 đội tuyển này mà team Flash cũng là đối thủ rất là đáng gờm của tất cả các đội tuyển còn lại đấy ạ. Vâng, vậy thì chúc cho team Flash sẽ thi đấu thật tốt trong những trận thi đấu tới nhé. Cảm ơn anh Gấu. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn Nono Life là platform livestream và là nhà tài trợ chính thức của APL 2020. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những trận thi đấu tiếp theo.